Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 72. Chuyện này, bốn yêu vương còn lại nhướng mày, trước mắt sáng lên. Gần như mỗi thế hệ yêu vương đều là huynh đệ giết nhau, chỉ còn lại một, dựa vào ngũ hành yêu đan thành đại yêu vương hợp đạo kỳ. Có đôi khi cho dù bọn họ không muốn giết những người khác, nhưng không có nghĩa những người khác sẽ bỏ qua cho bọn họ, vẫn không thể tránh được số mệnh tự giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì khác, ngũ hành diệt sinh trận có thể khiến bọn họ tiến vào hợp đạo kỳ, tự giết lẫn nhau là chuyện không cần thiết. Sau khi dùng ngũ hành diệt sinh trận hiến tế đám yêu vương, tu vi của bọn họ đã bị phân ly thành ngũ hành chi khí được bọn họ hấp thu, cơ thể bọn họ sẽ biến thành ngũ hành thạch. Tuy những ngũ hành thạch này không bằng ngũ hành yêu đan, nhưng là bảo vật rất chân quý, bên trong ẩn chứa lượng lớn ngũ hành chi lực, không chiếm được ngũ hành yêu đan lấy một phần ngũ hành thạch cũng không tệ. Ít nhất không cần lo lắng như bây giờ. Nếu như bọn họ đến hợp đạo kỳ, tìm một chỗ bất kỳ ở vạn yêu quật, là có thể xưng bá một phương. Quả thật đây là chủ ý không tệ, ta đồng ý. Yêu vương mặt đỏ nghĩ một lát, lập tức gật đầu. Lúc trước nếu không phải yêu lang đột nhiên xuất hiện, có khả năng ông ta đã bị yêu lang khác hợp lực giết chết. Nếu bây giờ ông ta không đồng ý, có khả năng bị giết trước là ông ta. Thay vì bị giết chết, cùng hiến tế yêu vương, lấy một phần ngũ hành thạch là một lựa chọn không tệ. Ta cũng đồng ý. Yêu vương mặt vàng cũng lựa chọn đồng ý. Tình cảnh của ông ta không khác gì yêu vương mặt đỏ, cho dù nương nhờ yêu vương khác, sau khi yêu vương mặt đỏ bị giết, ông ta chắc chắn là người thứ hai, có cơ hội sống sót, sao ông ta có thể bỏ qua? Hai người thì sao, lão đại, lão nhị? Yêu vương mặt trắng hơi nhếch miệng, nhìn về phía yêu vương mặt xanh và mặt kim. Nếu là như vậy, ngũ hành yêu đan không của ngươi thì của ai, lão tam? Yêu vương mặt xanh nhìn thoáng qua yêu vương mặt kim, hai người gật đầu hiểu ngầm, yêu vương mặt xanh cười mỉm nói. Lão tam là người có thực lực rất mạnh trong ngũ yêu, trải qua ngũ hành diệt sinh trận sẽ càng mạnh hơn, ngũ hành yêu đan trừ ông ta ra thì không còn ai khác, bọn họ không có khả năng có cơ hội. Hai người còn ý nghĩ với ngũ hành yêu đan à, được rồi, nếu hai người không muốn tu luyện ngũ hành công pháp, có thể dùng ngũ hành thạch tương ứng đổi mỗi công pháp của chúng ta, có công pháp và ngũ hành thạch các người cũng có thể ngũ hành hành câu toàn như ta, chẳng qua chậm hơn hấp thu ngũ hành yêu đan một chút, nhưng nếu hai người không đồng ý chuyện này, vậy ta cũng không có biện pháp, ba chúng tôi, hai người chỉ có hai, xử lý hai người, chúng tôi không chỉ mạnh hơn, rồi tìm một người bên trong đám yêu tướng. Vẫn có thể cử hành ngũ hành diệt sinh trận như cũ. Yêu vương mặt trắng mỉm cười nói. Sắc mặt yêu vương mặt xanh và yêu vương mặt kim khó coi, đôi mắt đảo liên tục. Chúng tôi đồng ý, hơn nữa chúng tôi từ bỏ ngũ hành yêu đan, chỉ cần ngũ hành thạch, nhưng sao có thể chắc chắn người lấy được ngũ hành yêu đan, sẽ không ra tay với chúng tôi. Yêu vương mặt xanh suy nghĩ một lát, hỏi. Sau khi luyện hóa ngũ hành yêu đan, thực lực của yêu vương mặt trắng sẽ mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhớ đâu yêu vương mặt trắng lật lọng, cuối cùng bọn họ là lấy giỏ trúc múc nước. Toàn bộ thành giá y của lão tam. Nếu không có gì đảm bảo, hai bọn họ càng nguyện ý hợp lực liều mạng. Ngũ hành diệt sinh chú. Yêu vương mặt trắng giống như đã sớm dự liệu đến, không do dự nói câu này. Ngũ hành diệt sinh chú. Đây là nguyền rủa, cùng với ngũ hành diệt sinh trận đều là cấm thuật của ngũ hành yêu tộc. Một cái là chú một cái là trận, trận dùng để hiến tế, chú thì dùng để đối phó ước hẹn. Trước khi mấy bọn họ tới Nguyên Anh Kỳ, đã hạ ngũ hành diệt sinh chú, chưa tới Nguyên Anh Kỳ thì bọn họ không thể giết lẫn nhau, hiện giờ chú này đã giải. Nếu bọn họ làm trái với lời thề, sẽ gặp phản phệ của chú thuật này, ngũ hành bỏ quên, trọn đời không thể siêu sinh. Nếu như bọn họ lại hạ chú này, bọn họ không sợ yêu vương khác phản bội. Chuyện này thì có thể, ta không có ý kiến. Yêu vương mặt xanh mỉm cười nói. Ta cũng không có rồi. Yêu vương mặt kim nói tiếp. Hai bọn họ không chống lại yêu vương mặt trắng, không có quá nhiều phần thắng, kém hơn từ bỏ ngũ hành yêu đan là tốt. Nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi, lập chú này, là có thể chuẩn bị ngũ hành diệt sinh trận, người tiến vào bí cảnh kia, không biết lúc nào sẽ đi ra. Yêu vương mặt trắng nói xong thì phun yêu đan của mình ra, đặt ở trước người. Bốn yêu vương khác do dự một lát, cũng nhao nhao lấy yêu đan của bản thân ra. Lập ngũ hành diệt sinh chú, bố trí ngũ hành diệt sinh trận. Bên trong phòng tu luyện,
Mạc Phàm dần hấp thu ngũ hành chi lực trong ngũ hành yêu đan, hắn hấp thu ở đây mất một tháng. Một tháng sau, ngũ hành yêu đan vẫn như trước đây, không vì bị Mạc Phàm hấp thu mà xảy ra biến hóa. Mạc Phàm hấp thu nhiều linh khí như vậy, vẫn chỉ là tu vi kim đan đỉnh phong, chẳng qua kim đan to hơn trước, cũng ngưng thực hơn. Nhất là thụ văn thuộc tính hỏa của hắn, phức tạp hơn trước nhiều. Trừ chuyện đó ra, bốn đạo ma văn gần như xuất hiện đủ trên kim đan của hắn, chỉ còn một chỗ trống ở trên cùng, những nơi khác đều được ma văn bao phủ. Chỉ trong phút chốc, theo một dòng linh khí nhập vào trong cơ thể Mạc Phàm, bốn đạo này mới hiện ma văn cuối cùng, hào quang bốn màu lóe lên trên kim đan, lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt. Hắn nhìn thoáng qua kim đan trong cơ thể, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Hao phí lâu như vậy, cuối cùng cũng đan thành bát pháp, còn lại chỉ tìm thiên tài địa bảo thuộc tính phong là được. Nghĩ như vậy, ý niệm hắn vừa động, chín thân hình hợp làm một. Hắn hít sâu một hơi, viên ngũ hành yêu đan kia nhanh chóng nhỏ đi, được hắn hấp thu vào trong miệng, rơi vào trong đan điền của hắn. Hắn không lập tức ra ngoài, trong mắt chớp lóe tinh quang. Chỗ cửa động thông tới động của Hàn Ly, yêu lang vốn ở trạng thái ẩn nấp bỗng nhiên mở to mắt, xuất hiện cả cơ thể, trong mắt lóe lên rực rỡ tương đồng với Mạc Phàm, nhìn về phía Mạc Phàm. Chỗ này bị lão yêu vương hợp đạo kỳ trấn phong, ngũ hành điên đảo, di hình hoán vị của hắn có thể ra ngoài, nhưng có khả năng xảy ra vấn đề. Cho nên chỉ có rời khỏi phòng tu luyện, mới có thể rời khỏi ngũ yêu sơn tìm thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn ở đây một tháng, không biết lần trước xông vào có bị ngũ yêu vương phát hiện không, cho dù không bị phát hiện, nếu bị truyền tống tới nơi không biết cũng có vẻ phiền phức. Dùng yêu lang trước, lại thu hút chú ý của ngũ yêu vương một phen. Giống như lần trước, cơ thể yêu lang chia ra làm năm, chạy vội quanh cung điện chỗ Mạc Phàm, ngũ hành chi khí ở trên người yêu lang tỏa ra, lập tức không chỉ hấp dẫn yêu binh yêu tướng ở gần đó, cũng hấp dẫn lực chú ý của yêu vương ở bên trong cung điện. Bên trong cung điện, ngoại trừ năm yêu vương ra, trong cung điện có thêm hơn 20 yêu vương, ngoại trừ những yêu vương này, bên cạnh mỗi yêu vương còn dẫn theo không ít yêu tướng. Nhiều yêu tướng như vậy khiến cung điện rộng lớn lập tức náo nhiệt hơn. Trừ chuyện đó ra, cũng nhiều oán giận và không kiên nhẫn. Bạch Ngọc, không phải ngươi nói có đại yêu vào mật động tìm được ngũ hành yêu đan sao, sao đã một tháng rồi, còn không có tin tức. Một yêu vương đầu trâu mỗi tay ôm một nữ yêu diêm dúa loẹ loẹt, nóng bỏng, không kiên nhẫn nói. Bọn họ đã đợi lâu như vậy, không thấy bất luận động tĩnh gì, ông ta đã hoài nghi ngũ yêu vương có mưu đồ gì đó. Cách đó không xa, yêu vương mặt trắng cười nhạt. Ma Ngưu, nếu ngươi không tin lời chúng tôi nói, có thể rời đi, hoặc tiếp tục canh giữ ở bên ngoài, không ai ngăn cản ngươi đâu. Ma Ngưu, mỗi lần ngươi bế quan đều mất mấy chục năm, đợi một tháng cũng không đợi được, sao không có kiên nhẫn vậy, đây là ngũ hành yêu đan, chẳng lẽ ngươi không muốn nữa? Không đợi Ma Ngưu phản bác, một nam tử xung quanh mắt là màu cam, trên mặt có mấy sợi râu như râu mèo cười nói. Tuổi thọ của yêu tộc bọn họ dài hơn nhân loại không ít, chỉ là một tháng mà thôi, đừng nói là một tháng, đợi trăm năm cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đợi được ngũ hành yêu đan. Phải biết rằng, một khi đạt được ngũ hành yêu đan sẽ là hợp đạo kỳ. Không ít yêu tộc vì cảnh giới này mà liều mạng hơn ngàn năm, cuối cùng không có kết quả chết đi. Hiện giờ có cơ hội, đợi một lát thì thế nào? Đương nhiên lão Ngưu ta rất muốn, chỉ là người kia đi vào lâu như vậy. Không phải bị chết bởi cơ quan trong đó đấy chứ, nếu là như vậy, chẳng phải chúng ta ở đây không công à, lão Ngưu ta có thời gian đợi, nhưng không thích làm loại chuyện không có ý nghĩa. Một tay của Ma Ngưu đùa giỡn cơ thể nữ yêu, giải thích. Vậy ngươi rời đi thì hơn, đúng lúc chúng tôi ít đi một đối thủ cạnh tranh. Nam tử mặt kỳ lạ cười mỉa nói. Ngũ hành yêu đan chỉ có một, ít đi một người xác suất bọn họ đạt được sẽ cao hơn. Lão Ngưu. Chút chỉ số thông minh đó của ngươi đừng khoe khoang trước mặt ta, trí thông minh của ngươi quá kém. Ma Ngưu lạnh lùng nói. Thực sự nghĩ rằng ông ta đợi không kịp à, ông ta chỉ muốn xác nhận xem rốt cuộc có người tiến vào bí cảnh lấy được ngũ hành yêu đan hay không, không ngờ gặp phải một tên ngu ngốc. Bạch Ngọc, người xông vào có tu vi gì, có thần thông gì, chúng ta đợi đã một tháng, đã uống chán rượu của ngươi rồi, ngươi cũng nên để lộ một chút chứ, để chúng ta có chuẩn bị. Dễ đối phó ra hỏa kia. Trong đôi mắt Ma Ngưu lóe sáng tinh quang,
nhìn chằm chằm Bạch Ngọc hỏi. Ngũ Yêu Vương vốn cố gắng chặn bọn họ ở bên ngoài, nhưng bỗng nhiên thả bọn họ vào, ai có thể lấy được ngũ hành yêu đan thì là của người đó, còn cung cấp mỹ nữ mỹ tử, nhiều vấn đề lắm. Chuyện này, Bạch Ngọc nhíu mày, trong mắt lộ vẻ khó xử. Ông ta chưa từng thấy đối phương, sao có thể giải thích cho con trâu này nghe? Nhưng nếu không giải thích cho con trâu này, chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhớ đâu để những yêu vương này nổi lên nghi ngờ trốn mất, chuẩn bị của bọn họ đều ngâm nước nóng rồi. Ông ta do dự một lát, đang định giải thích, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trước mắt sáng lên. Ma Ngưu, nếu ngươi không tin chúng tôi, vậy thì đi đi, ta không ngăn cản ngươi mà, không muốn đi thì đợi lát nữa người kia đi ra, tự ngươi sẽ biết tên đó có tu vi và thần thông gì. Yêu vương mặt trắng hơi nhếch miệng, cười nói. Thú vị thật, Bạch Ngọc lão huynh không chịu trả lời, xem ra mấy người đều đang lừa dối chúng tôi, nếu đã như vậy, vậy lão Ngưu ta chuẩn bị rời đi thôi. Đôi mắt Ma Ngưu nheo lại, chậm rãi đứng dậy nói. Được thôi, vậy đưa Ma Ngưu đại nhân rời đi. Yêu vương mặt trắng không ngăn cản, vẫy tay với người bên cạnh Ma Ngưu. Hửm, Ma Ngưu nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm, đánh giá Bạch Ngọc cẩn thận. Lúc trước Bạch Ngọc vẫn do dự, hiện giờ lại nghiêm túc như vậy, như thế khiến ông ta có chút không hiểu rồi. Nhãn cầu của ông ta đảo một vòng, lập tức cười nói. Bạch Ngọc, đừng kích động như vậy mà, ta chỉ uống nhiều quá, ở chỗ ngươi có thể ăn chùa uống chùa, còn có phụ nữ để chơi đùa, cho dù bảo ta ở đây 1000 năm cũng được, lão Ngưu ta không phải đồ ngốc, ta không đi đâu. Không đi thì thôi, còn yêu vương khác muốn đi không? Bạch Ngọc nhìn lướt qua những người khác, hỏi. Bạch Ngọc, tốt nhất là 5 người đừng dở trò, nếu để chúng tôi biết mấy người dở trò, chúng tôi sẽ diệt các ngươi trước, còn nữa, các ngươi định làm gì cũng không có tác dụng đâu, sẽ chỉ khiến các ngươi mất mạng. Một yêu vương ngồi giữa bưng ly rượu lên, lạnh giọng cảnh cáo. Bọn họ có hơn 20 yêu vương, muốn giết ngũ yêu vương không khó, đây là nguyên nhân bọn họ dám ở đây. Xà Vương yên tâm, chỉ sợ các vị không đợi kịp, ta cũng có chút không đợi nổi, không lâu sau, ta sẽ cho các vị câu trả lời hài lòng. Yêu vương mặt trắng không tức giận, cười mỉa nói. Đợi lâu như vậy, ông ta cũng đợi không kịp rồi, dù sao ngũ hành yêu đan là thứ tiến vào hợp đạo kỳ, ông ta đợi mấy trăm năm chỉ đợi thời khắc này, hiện giờ cuối cùng ông ta cũng đợi được tới lúc sắp bắt đầu. Vậy sao, vậy thì tốt, chúng tôi. Xà Vương gật đầu, không nói gì nữa, yêu vương khác thấy Xà Vương không rời đi, bọn họ cũng không cử động. Xà Vương là một trong những người có thực lực rất mạnh trong đám bọn họ. Xà Vương còn không sợ, bọn họ không có gì phải rời đi. Các ngươi không cần đợi, các ngươi phóng thần hồn nhìn thì biết. Yêu vương mặt trắng hơi nhếch miệng, ra lệnh với yêu tướng. Người đâu, đến chỗ yêu lang phân liệt tự bảo. Yêu vương ở đây nghe lời yêu vương mặt trắng nói, vội vàng phóng thần hồn ra, yêu lang lập tức bị bọn họ cảm ứng được. Chỉ trong phút chốc. Trước mắt mấy yêu vương sáng lên. Không phải đó là đạo thiên sao, vậy mà tên đó còn chưa chết. Có yêu vương hơi bất ngờ nói. Chuyện này vì yêu lang mà ra, yêu lang chưa rời khỏi ngũ yêu sơn, bọn họ đều cho rằng yêu lang bị ngũ yêu vương giết chết. Ông ta đã không phải đạo thiên, các vị nhìn thì biết, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi yêu lang tự bảo, người xâm nhập vào mật động lấy ngũ hành yêu đan sắp đi ra rồi. Yêu vương mặt trắng nói chắc chắn. Gần đây yêu lang không xuất hiện, xuất hiện vào lúc này, lại là kỹ xảo tương tự, phần lớn là người kia luyện hóa ngũ hành yêu đan muốn ra khỏi mật động. Ông ta mới nói xong, yêu tướng chia ra làm mấy đội chạy về phía yêu lang. Không lâu sau, rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cả ngũ yêu sơn run rẩy lên như lần trước. Không ít yêu vương đang uống rượu chơi phụ nữ, nhao nhao bày yêu binh ra, yêu khí trong cơ thể không hề giữ lại phóng thích ra. Vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn, tất cả đều nhìn về phía vách tường. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đi ra, không ai sẽ không để ở trong lòng. Trong mật thất, hào quang màu lam trong mắt Mạc Phàm biến mất, nhíu mày, nhìn về phía thạch bích kia. Yêu lang có thể nhìn thấy, hắn cũng có thể nhìn thấy. Lần này yêu lang không dụ được ngũ yêu vương, chỉ dụ một đám yêu tướng tới, chỉ sợ hắn đã bị ngũ yêu vương phát hiện, chỉ cần hắn ra cửa sẽ gặp phải ngũ yêu vương. Lần này có chút phiền phức rồi. Mạc Phàm lẩm bẩm. 5 tên này là yêu vương thần cấp, hắn tuyệt đối không phải đối thủ.
Nếu hắn vừa đi ra ngoài ngũ yêu vương sẽ ra tay với hắn, có khả năng ngay cả di hình hoán vị hắn đều không thể làm được. Hắn muốn còn sống ra ngoài, chỉ có thể luyện hóa ngũ hành yêu đan hoàn toàn, như vậy hắn sẽ không còn biện pháp đan thành cửu pháp. Hắn do dự một lát, không tiếp tục luyện hóa ngũ hành yêu đan, lập tức đi về phía thạch bích. Hắn đi đến bên cạnh, một tay ấn lên trên viên cầu giữa thạch bích, thạch cầu lõm xuống, thạch bích tự động mở ra, hơn 30 yêu khí nồng đậm lập tức phả vào mặt. Mạc Phàm nhìn thấy yêu vương bên trong cung điện, lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt đều là bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng bên trong chỉ có ngũ yêu vương ở đây, thật không ngờ vậy mà có nhiều yêu vương đến đây như thế. Lúc hắn bất ngờ, những yêu vương đó cũng vô cùng khiếp sợ. Nhân loại, cấp bậc kim đan. Người của thần Nông Tông. Mạc Phàm không đổi về áo cà sa của thần Nông Tông, nhưng thân là yêu vương bọn họ đều biết, Vạn Yêu Quật là một trong bảo tinh của thần Nông Tông, người tới nơi này chỉ có thể là người của thần Nông Tông, những người khác không có biện pháp tới đây. Ngay cả đám ngũ yêu vương cũng sửng sốt, người giết chết yêu lang, khống chế yêu lang, còn ẩn trong mật động chứa ngũ hành yêu đan, thực ra là một tu sĩ nhân loại cấp thấp. Bạch Ngọc, đây là chuyện gì, người đừng có nói cho chúng tôi biết, tu sĩ kim đan này là người đả thương các ngươi, tiến vào mật động đạt ngũ hành yêu đan đấy nhé. Xà Vương đứng dậy, trầm giọng hỏi. Lúc bọn họ tiến vào ngũ yêu sơn, ngũ yêu vương nói với bọn họ mấy người bị đả thương. Yêu vương còn để lộ vết thương chí mệnh trên người. Nếu Mạc Phàm có thể thương tổn một yêu vương trong năm yêu vương, thực lực sẽ không kém so với Xà Vương rất mạnh trong bọn họ. Hiện giờ đi từ bên trong ra một tu sĩ nhân loại kim đan kỳ, khả năng là âm mưu rất cao. Ta đã nói rồi, chắc chắn trong chuyện này có vấn đề, ta thấy chúng ta nên giết ngũ yêu vương trước thì hơn. Ma Ngưu hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, nói. Sắc mặt ngũ yêu khó coi. Bốn yêu trong đó đều nhìn về phía Bạch Ngọc yêu vương mặt trắng. Tuy bọn họ thật sự không ngờ, nhưng nếu không giải thích rõ ràng, đừng nghĩ tới ngũ hành diệt sinh trận, bọn họ sẽ bị giết trước. Bạch Ngọc nhíu mày, lập tức giãn mày ra. Tuy tiểu tử này chỉ là tu sĩ kim đan, nhưng không biết dùng phương pháp gì khống chế đạo thiên, chúng tôi bị yêu lang cậu ta khống chế tự bạo làm bị thương, lúc trước vẫn không giải thích cho các ngươi, là vì chúng tôi bị cậu ta điệu hổ ly sơn lừa đi. Chúng tôi không thấy cậu ta xông vào mật động, ngoài ra ngũ hành yêu đan ở trên người cậu ta, có tin hay không tùy mấy người. Bạch Ngọc lạnh nhạt hỏi. Xà Vương và Ma Ngưu cùng mấy yêu vương nhíu mày, nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, người chiếm được ngũ hành yêu đan à? Xà Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chất vấn. Mạc Phàm không để ý tới Xà Vương, mà nhìn quanh cung điện, nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Ngũ hành yêu đan ở chỗ ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Quả thật hắn chiếm được ngũ hành yêu đan, chuyện này không có gì phải giấu giếm những yêu tộc này, không cần thiết. Trong mắt đám Xà Vương lộ vẻ nghi ngờ, trong đôi mắt còn xuất hiện thêm kỳ lạ. Ngũ hành yêu đan trong truyền thuyết, ngũ yêu vương không tìm được, những yêu vương như bọn họ cũng thèm khát, vậy mà để một nhân loại tu sĩ kim đan tìm được. Yêu lang cũng bị ngươi khống chế à? Ma Ngưu nhíu mày, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm vừa nói câu này, ngũ yêu vương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Mạc Phàm cầm ngũ hành yêu đan, vậy bọn họ yên tâm rồi, ít nhất có thể ổn định những yêu vương đó. Những yêu vương này không ra tay với bọn họ, lát nữa lúc hỗn loạn, những yêu vương này đợi thành tế phẩm của bọn họ đi. Chư vị, chúng tôi không lừa các vị đúng không? Bạch Ngọc cười lạnh lùng, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Nhân loại! Với tu vi của ngươi không có tư cách sử dụng ngũ hành yêu đan, cho ngươi một đề nghị, giao ngũ hành yêu đan ra đây, nếu không ngươi không có biện pháp rời khỏi đây đâu. Tuy Mạc Phàm là kim đan kỳ, nhưng ông ta không thấy thực lực của Mạc Phàm rất yếu. Nếu không sao có thể xông được tới đây, còn luyện hóa ngũ hành yêu đan. Phải biết rằng, cho dù Vạn Yêu Quật là địa bàn của thần Nông Tông, cũng phải Nguyên Anh kỳ mới tới được đây. Nguyên Anh đến đây, cũng chỉ có đường chết. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng không dám tới chỗ bọn họ, bởi vì trên bản đồ của tu sĩ thần Nông Tông, chỗ bọn họ là khu vực màu đỏ. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ có thể đi vào bí cảnh ngũ yêu sơn, còn bình tĩnh như vậy, chắc chắn là bất phàm. Hiện giờ ông ta đợi ngũ hành yêu đan xuất hiện, sau đó để bầy yêu vương này hỗn loạn lên. Mạc Phàm vươn một tay ra, ngũ hành yêu đan xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời,
Đôi mắt hắn chấp lóe lam quang, âm thanh như cự thú chúng tên truyền từ xa tới gần. Không lâu sau, yêu lang trong mắt chấp lóe hào quang màu lam đi đến cửa cung điện. Yêu đan ở chỗ ta, yêu lang bị ta khống chế cũng đưa đến cho các ngươi rồi, hiện giờ các ngươi trả lời ta một vấn đề, ở đâu có thiên tài địa bảo thuộc tính phong hoặc yêu thú cao cấp, nói cho ta biết, ta có thể dùng một tin tức cùng giá trị trao đổi với các ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Nơi này tụ tập nhiều yêu vương như vậy, đúng lúc có thể hỏi tin về thiên tài địa bảo thuộc tính phong, nếu có được tin tức này, hắn có thể giảm bớt không ít phiền phức. Thiên tài địa bảo thuộc tính phong sao? Đám yêu vương không để ý tới yêu lang ở cửa, tất cả đôi mắt đều nhìn về phía ngũ hành yêu đan trong tay Mạc Phàm. Tiểu tử, người cảm thấy người có thể khống chế yêu lang, thì có thể cò kè mặc cả đường sống với chúng tôi à? Yêu vương mặt kỳ lạ âm dương quái khí nói. Một tiểu tử kim đan, cầm thứ không nên thuộc về mình, vậy mà dám bản giá với ông ta, không tự mình hiểu lấy chút nào. Ý của ngươi là, chỗ của ngươi không có thứ liên quan tới thuộc tính phong, nếu không có, ngươi ở đây đợi chết thì hơn. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Đợi chết, cho dù là tu sĩ hóa thần của thần nông tông các ngươi cũng không dám nói chuyện với bổn vương như vậy, ta xem một tu sĩ kim đan nho nhỏ như ngươi có khẩu khí gì mà dám làm càn như vậy. Nam tử mặt kỳ lạ nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên sắc bén, bay về phía Mạc Phàm. Yêu vương khác trách nam tử mặt kỳ lạ ra tay, nhíu mày, cũng bay về phía Mạc Phàm. Ngũ hành yêu đan ở ngay trước mắt, lúc này không ra tay, còn đợi lúc nào. Trong lúc này, gần 20 yêu vương bay về phía Mạc Phàm. Ngũ yêu vương thấy nhiều yêu vương ra tay như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, đi sang một bên. Nếu những yêu vương này đã ra tay tranh giành ngũ hành yêu đan, cũng tới lúc bọn họ ra tay rồi. Ngũ yêu vương gật đầu với nhau, bóng dáng nhoáng lên một cái, liền đến năm góc tường của cung điện, phía sau năm cự thạch hình rồng. Mỗi người vươn một tay ra, đặt lên trên cự thạch, ngũ hành chi lực rót vào bên trong. Bốn phía cung điện, ngũ hành diệt sinh trận nhanh chóng sáng lên, trận pháp chi lực càng ngày càng mạnh. Những yêu vương đó chỉ lo ngũ hành yêu đan trong tay Mạc Phàm. Không phát hiện những chuyện này. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn ngũ yêu vương một cái, không có ý lập tức vạch trần. Ý niệm của hắn vừa động, thân hình yêu lang nhoáng lên một cái xuất hiện trước người hắn. Các ngươi chắc chắn không cần đổi tin tức về thiên tài địa bảo thuộc tính phong lấy tin tức của ta chứ? Mạc Phàm hỏi lại, ngũ yêu vương này bố trí ngũ hành diệt sinh trận mà những yêu vương khác không cảm nhận được, hắn vừa ra đã biết. Không chỉ như vậy. Hắn lập tức hiểu rõ vì sao lại có nhiều yêu vương ở đây như vậy, nhưng những yêu vương này lại không biết tình cảnh của bọn họ. Tiểu tử, nếu ngươi có thể sống sót dưới một kích của bản vương, hãy đánh chú ý tới thiên tài địa bảo thuộc tính phong tiếp. Yêu vương mặt kỳ lạ cười lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, thân thể ông ta nhoáng lên một cái đến bên cạnh Mạc Phàm, vươn toàn thân ra, đến trước người Mạc Phàm thì biến thành lợi chảo của lão hổ, vồ về phía ngực Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu. Cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút lo lắng. Nếu bây giờ không có, ta đợi lát nữa hỏi lại một lần, nếu muốn mạng sống, có thể bàn với ta thông qua yêu lang, không muốn sống thì thôi. Ngũ hành diệt sinh trận đã khởi động, lúc này ngoại trừ hắn ra, muốn chạy đã không đơn giản như vậy, lát nữa có khả năng sẽ có người vì mạng sống mà trao đổi tin tức với hắn, đến lúc đó hắn lại hỏi cũng không muộn. Hắn không nói nhiều. Ra lệnh cho yêu lang ngăn cản yêu vương mặt kỳ lạ và những yêu vương khác, trong mắt lóe lên hào quang màu bạc. Cùng lúc đó, giữa động ngũ yêu sơn và động của Hàn Ly, bên phía động của Hàn Ly, ma văn như con mắt màu bạc Mạc Phàm để lại lúc trước mở ra, hào quang màu bạc đại phóng, hào quang màu bạc cũng xuất hiện trên người Mạc Phàm. Bên trong hào quang màu bạc, Mạc Phàm nhìn lướt qua đám yêu vương ở xung quanh, bổ sung một câu. Đúng rồi, tốt nhất là các ngươi đừng giết yêu lang của ta. Nếu giết chết, các ngươi sẽ chết, ta chỉ tổn thất một con yêu thú. Hắn không thể ở lại nơi này, một khi ngũ hành diệt sinh trận khởi động hoàn toàn, hắn muốn rời đi cũng rất khó. Để yêu lang ở đây, nói không chừng có thể lấy được tin tức về thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Cậu ta muốn chạy, ngăn cậu ta lại, đừng để cậu ta còn sống rời đi. Xà vương vốn chuẩn bị lát nữa sẽ ra tay, cảm nhận được na di chi lực trên người Mạc Phàm. Cuối cùng không thể ngồi yên, bay lên trời, một tay đánh về phía Mạc Phàm, một hư ảnh cự xà lập tức đến bên cạnh Mạc Phàm. Ngay bên cạnh, bọn họ không biết những lời Mạc Phàm nói là có ý gì,
nhưng nếu để Mạc Phàm chạy thoát, bọn họ không chỉ mất mặt, ngay cả ngũ hành yêu đan cũng không có rồi. Sắc mặt mấy yêu vương thực lực kém khó coi, cũng ra tay, không phải pháp thuật cấm không, đó là thì không rảo sát, muốn đánh chết Mạc Phàm luôn. Mạc Phàm bĩu môi, trên mặt không có biểu cảm gì. Hắn ở Thanh Thành nhiều cao thủ hóa thần như vậy đều không giữ nổi hắn, những yêu vương này có thể sao? Hắn cất ngũ hành yêu đan, xoay người biến mất trong ngân quang, thoải mái giống như trêu hoa ghẹo nguyệt. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, vài đạo công kích không thể đánh trúng Mạc Phàm, đánh mạnh lên thạch bích, cả tòa cung điện run rẩy. Không ít yêu vương sửng sốt, không ra tay với yêu lang, trên mặt đều là phẫn nộ. Một tu sĩ kim đan, vậy mà trốn thoát dưới tay đám yêu vương bọn họ. Đổi lại là tu sĩ kim đan khác, cho dù cấm không có tác dụng, uy áp cường đại cũng đủ đè Mạc Phàm thành mảnh. Dù sao bọn họ là tu sĩ hóa thần, Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, giữa kém hai đại cấp bậc. Nhưng Mạc Phàm cứ chạy như vậy, trước mặt tất cả yêu vương bọn họ, mang theo ngũ hành yêu đan bọn họ đợi 2 tháng. Phẫn nộ, đồng thời sắc mặt ma nghiêu khó coi. Không hay rồi, chúng ta bị lừa, tiểu tử nhân loại này cùng phe với ngũ yêu vương, chúng ta bị ngũ hành yêu vương mai phục rồi. Vừa rồi lực chú ý của bọn họ đều đặt trên ngũ hành yêu đan nên không phát hiện, nhưng Mạc Phàm luôn miệng nói không hợp tác sẽ chết, lúc này ông ta mới phát hiện, bọn họ rơi vào trong trận pháp. Ma Ngưu vừa nói những lời này, sắc mặt những yêu vương khác khó coi, vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, mỗi yêu vương đã đứng sau một tảng đá, không ngừng rót linh khí vào bên trong tảng đá, lực lượng quỷ dị vần quanh bọn họ. Đây là ngũ hành diệt sinh trận. Mắt Xà Vương mở to, thốt lên. Ông ta có thực lực mạnh trong mọi người, cũng là người nhiều tuổi nhất, từng thấy ngũ hành yêu vương thi triển ngũ hành diệt sinh trận. Đúng là sau lần đó, ngũ hành diệt sinh trận trở thành cấm thuật, sử dụng sẽ thành kẻ thù chung của yêu tộc. Trận pháp hiện giờ ngũ yêu vương sử dụng, đúng là ngũ hành diệt sinh trận. Những lời này vừa vang lên, một yêu binh thực lực kém kêu thảm một tiếng, cơ thể hóa thành ngũ hành chi khí bay về phía mỗi ngũ yêu vương duy trì trận pháp. Rất nhanh, yêu binh liền hóa thành đống bụi và mấy tảng đá màu sắc khác nhau. Thấy một màn này, sắc mặt không ít yêu vương trở nên khó coi. Xà Vương nói bọn họ còn không tin, nhưng sự thật bày ở ngay trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Bạch Ngọc, hóa ra các ngươi đánh chủ ý này, chẳng lẽ ngươi đã quên ngũ hành diệt sinh trận đã thành cấm thuật, ngươi muốn trở thành kẻ thù chung ở vạn yêu quật à? Yêu vương mặt kỳ lạ lớn tiếng hỏi. Phía sau 5 tảng đá to, ngũ yêu vương hơi nhếch miệng. Tuy Mạc Phàm chạy thoát, nhưng bọn họ cũng không bất ngờ, ít nhất ngũ hành diệt sinh trận đã bắt đầu, bên trong có hơn 20 yêu vương, còn có không ít yêu binh yêu tướng ở đây. Còn ngũ hành yêu đan, đợi bọn họ dùng ngũ hành diệt sinh trận luyện hóa những người này, lại đi tìm Mạc Phàm là được. Bọn họ từng gặp Mạc Phàm cũng chạy không được xa. Kẻ thù chung. Bạch Ngọc cười lạnh lùng. Ngươi đừng làm ngũ huynh đệ chúng tôi sợ, nếu có người biết bọn ta sử dụng ngũ hành diệt sinh trận thì là cấm thuật, nhưng nếu không có ai biết thì sao, ngoài ra, những yêu vương các ngươi vây quanh ở ngũ yêu sơn lâu như vậy, là muốn đẩy ngũ huynh đệ bọn ta vào chỗ chết, cướp đoạt bảo vật ở ngũ yêu sơn bọn ta, huynh đệ bọn ta không có biện pháp, dùng trận pháp giết các ngươi, chuyện này cũng không quá đáng mà. Yêu vương mặt xanh cười nói, lúc này dùng chuyện này hù dọa bọn họ, nghĩ hay quá nhỉ. Bạch Ngọc, người muốn chết à? Xà Vương chau mày, tức giận nói. Một tu sĩ kim đan trốn thoát trước mặt nhiều yêu vương như vậy, ngũ yêu vương như con cháu của ông ta, vậy mà ông ta vẫn rơi vào trong ngũ hành diệt sinh trận, không yêu nào không tức giận. Xà Vương, ngoan ngoãn dâng linh khí và cơ thể của ngươi đi. Bạch Ngọc nói xong thì liếc mắt ra hiệu với 4 yêu vương khác. Ngũ yêu không che giấu nữa, không do dự rót ngũ hành linh khí vào trong cự thạch. Trận pháp lập tức lên cao. Một trận pháp cũng muốn vây khốn ta, nghĩ đơn giản quá rồi. Một hổ yêu nổi giận thét lên một tiếng, trên người xuất hiện lôi quang, lao về phía yêu vương mặt vàng phía sau cự thạch. Yêu vương mặt vàng thuộc thổ, ông ta là yêu vương thuộc tính lôi, trong ngũ hành yêu vương mặt vàng là người yếu nhất. Ngũ hành diệt sinh trận này là hiến tế càng nhiều, uy lực càng mạnh. Lúc này ngũ hành diệt sinh trận mới tạo. Muốn phá trận chỉ có bây giờ. Yêu vương mặt vàng hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Lôi hổ, đừng vùng vẫy trong trận pháp này nữa,
trừ phi các ngươi có bản lĩnh như tiểu tử nhân loại, nếu không chậm rãi hưởng thụ tư vị bị hiến tế đi. Vậy sao? Lôi hổ hừ lạnh một tiếng, tiếng sấm bùng nổ trời đất vang lên, bóng dáng đã đến trước yêu vương mặt vàng cách không xa. Chỉ là lôi hổ đi tiếp về trước, cơ thể giống như lún sâu vào trong vũng bùn, không gian cũng vặn vẹo theo. Không chỉ mỗi bước vô cùng gian nan, lôi quang trên người cũng biến thành linh khí thuộc tính phong và thuộc tính thủy, linh khí thuộc tính phong được phân giải, thành linh khí thuộc tính mộc. Trong chớp mắt, yêu khí thuộc tính lôi nồng đậm trên người ông ta đã bị phân giải hoàn toàn. Sắc mặt lôi hổ thay đổi, vội vàng vận yêu khí muốn thoát ra. Nhưng ông ta mới ngưng tụ ra yêu khí bị phân giải luôn. Vài lần liên tục như vậy, ông ta vùng vẫy tại chỗ, càng lún càng sâu. Cút cho ta! Lôi hổ quát lên một tiếng, cơ thể chấn động theo, muốn rời đi dựa vào lực lượng cơ thể. Nhưng theo ông ta chấn động, cơ thể của ông ta hóa thành tro tàn, một phần hóa thành tinh thạch màu lục và màu trắng. Không lâu sau, trong đôi mắt lôi hổ tràn đầy không cam lòng, giống như yêu binh lúc trước, hóa thành tro bụi và một đống tinh thạch, chẳng qua số lượng tinh thạch nhiều hơn một chút. Lôi hổ hóa thành tinh thạch, ngũ yêu vương giống như ăn thuốc bổ quý, ngoại trừ yêu vương mặt trắng ra, vẻ mặt những người khác hưng phấn. Tuy chỉ là một yêu vương, nhưng bọn họ cảm nhận được tu vi của mình tăng lên một cấp bậc nhỏ. Ở đây có hơn 20 yêu vương, đợi bọn họ luyện hóa hết yêu vương, sẽ có tu vi thế nào, có thể nghĩ được. Sớm biết rằng ngũ hành diệt sinh trận tăng lực như vậy, lúc trước bọn họ đã sử dụng, vốn không cần liều mạng ngươi chết ta sống tranh ngũ hành yêu đan. Xung quanh, nhìn lôi hổ bị hiến tế, không ít yêu vương chuẩn bị phá trận tâm tình chìm vào đáy cốc. Tấn công một người trong ngũ yêu vương ngũ hành diệt sinh trận sẽ bị loại trừ, nhưng vốn không thể đi tới trước người một trong ngũ yêu vương. Trong lúc này, tất cả yêu vương không phải nhìn về phía yêu lang Mạc Phàm lưu lại, thì nhìn về phái đám xà vương và ma nghiêu ở giữa. Các ngươi không chỉ dùng ngũ hành diệt sinh trận đúng không, Bạch Ngọc? Xà vương nheo mắt lại, nói. Hô hô, xà vương không chỉ tu vi cao, nhãn lực cũng rất chuẩn, của cải của ngũ hành yêu tộc bọn ta đều ở trong đây rồi. Bạch Ngọc hơi nhếch miệng nói. Trong tòa cung điện này không chỉ có ngũ hành diệt sinh trận, còn có ngũ hành huyền quang trận, ngũ hành phá không trận, ngũ hành yên phách trận, ngũ hành hãm tiên trận và ngũ hành ly hồn trận. Mấy trận pháp này bổ sung toàn bộ lỗ hổng của ngũ hành diệt sinh trận, chỉ cần ngũ hành diệt sinh trận khởi động, đừng mơ có người trốn thoát. Dù sao một khi có người trốn thoát, tin tức này truyền ra, bọn họ chết chắc. Phải biết rằng cho dù bọn họ đến hợp đạo kỳ, cũng không ngăn được tai họa ngập đầu khi thành kẻ thù chung của mọi người ở vạn yêu quật. Vì hiến tế bọn ta, các ngươi chuẩn bị đủ thật, nhưng yêu vương bọn ta chết nhiều như vậy, mà các ngươi lại mạnh lên nhiều, các ngươi định giải thích thế nào? Ngươi thả ta rời đi, ta có thể thề với yêu thần, sẽ không nói việc này ra ngoài, cũng không trả thù các ngươi, còn giúp các ngươi che giấu chuyện này. Xà vương đảo mắt nói. Nếu chỉ là ngũ hành diệt sinh trận, bọn họ còn có thể xông vào một lần, nhiều yêu vương như thế vẫn có khả năng phá trận. Nhưng thêm những trận pháp này, bọn họ phá trận chỉ tăng nhanh thời gian tử vong. Chẳng bằng thỏa hiệp với ngũ yêu vương thì hơn, chẳng qua từ bỏ một phần yêu vương, để ngũ yêu vương hiến tế đạt được lực lượng. Thề với yêu thần sao? Bạch Ngọc nhướng mày, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu hiến tế toàn bộ, quả thật bọn họ không dễ từ chối chuyện này, có xà vương đánh yểm trợ giúp, quả thật bọn họ dễ nói hơn nhiều. Không sai. Xà vương gật đầu. Lực lượng của yêu tộc bọn họ đều đến từ yêu thần, cho nên yêu tộc thể sẽ không thể với tâm ma như tu sĩ nhân loại, mà với yêu thần. Được, xà vương ngươi tới chỗ ta đi, chỉ mình ngươi thôi. Bạch Ngọc nghĩ một lát, một phiến quang môn xuất hiện gần ông ta, xà vương nhớn mày, trong lòng vui vẻ, bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến trước quang môn kia. Đồng thời hai tay ông ta ở trạng thái móng, chộp lấy yêu vương đang chạy tới. Ông ta vừa ra tay, hai cự móng khác lập tức xuất hiện, giống như chân long vươn móng từ trong hư không ra. Chuyện ông ta thỏa hiệp với ngũ yêu vương nếu bị những yêu vương này truyền ra, ông ta cũng xong đời, giết một lượng lớn giúp ngũ yêu vương rồi nói sau. Chỉ là móng của ông ta còn chưa bắt được yêu vương, giống như lôi hổ lúc trước, yêu khí trong cự móng bị ngũ hành phân giải, bay về phía ngũ yêu vương. Đồng thời, cơ thể xà vương tới cạnh cửa cũng phân giải theo. Sắc mặt xà vương thay đổi. Đôi mắt trở nên dữ dằn, giống như muốn giết người.
Bạch Ngọc, không phải ngươi đã đồng ý với ta, vì sao lại dùng ngũ hành diệt sinh trận với ta? Lão Tam đồng ý với ngươi, nhưng ta không đồng ý, Xà Vương ngươi quá mạnh, lại yêu nên vô cùng âm hiểm giả dối, giữ ngươi lại, nói không chừng ngày nào đó bọn ta sẽ bị ngươi ám toán, chỉ là ngươi đã nhắc nhở bọn ta sẽ để mấy yêu vương sống, sau đó đổ hết trách nhiệm lên người tiểu tử thần nông tông kia, chỉ là trong mấy yêu vương được giữ lại, không có ngươi. Bạch Ngọc không nói gì, yêu vương mặt xanh cười nham hiểm nói. Xà Vương sẽ không trả thù bọn họ, nhưng không thể đảm bảo Xà Vương không thiết kế bọn họ. Dù sao Xà Vương rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn phẫn nộ khó mà phai đi, với hiểu biết của bọn họ về Xà Vương, khó mà không báo thù. Ngươi, các ngươi, đôi mắt Xà Vương đỏ bừng, lập tức hiểu ra. Bạch Ngọc vốn lừa gạt ông ta, để ông ta chui vào, dễ giết ông ta hơn. Bởi vì ông ta không chỉ có thực lực mạnh trong đám yêu vương, cũng là người đứng đầu trong bảy yêu vương. Nếu ông ta bị hiến tế, đám yêu vương sẽ chia năm xẻ bảy hoàn toàn. Bạch Ngọc, ta liều mạng với các ngươi. Xà Vương tức giận nói xong muốn tự bạo yêu đan. Các ngươi người nào trấn áp Xà Vương, bọn ta sẽ lựa chọn người sống sót trong đám các ngươi. Bạch Ngọc nói với vẻ khinh thường. Những yêu vương do dự, nhao nhao ra tay trấn áp. Xà Vương đã cúi đầu, nếu bọn họ không cúi đầu, vậy thì thật sự không có cơ hội rồi. Tuy Xà Vương mạnh, nhưng nơi này có nhiều yêu vương hơn. Mấy yêu vương ra tay, Xà Vương bị áp trụ, giống như cá nướng, bị mang đi hiến tế. Không lâu sau, Xà Vương hóa thành một đống ngũ hành thạch trong chửi rủa và gào thét. Xà Vương vừa chết, Bạch Ngọc cười hài lòng, rời mắt nhìn Ma Ngưu im lặng đã lâu và yêu lang Mạc Phàm để lại. Các ngươi, trấn áp Ma Ngưu và yêu lang kia cho ta. Bạch Ngọc cười mỉa nói. Tuy Ma Ngưu nhìn thô kệch, nhưng nếu tâm cơ của Xà Vương thứ hai, vậy chắc chắn thứ nhất là Ma Ngưu. Nếu không phải thực lực của Ma Ngưu yếu hơn Xà Vương một chút, người bọn họ giết trước tiên là Ma Ngưu. Còn yêu lang, khi Mạc Phàm rời đi đã nói, nếu như muốn sống có thể bàn với hắn qua nó. Vừa rồi để Mạc Phàm trốn thoát, ông ta không biết Mạc Phàm có thể khiến người khác thoát không, nhưng để ngừa ngộ nhỡ, vẫn nên diệt yêu lang thì hơn. Một khi có yêu vương chạy trốn thông qua Mạc Phàm, vậy thì xong đời rồi. Mạc Phàm là một nhân loại, cho dù chạy đi nói với yêu vương khác ngũ yêu vương bọn họ dùng ngũ hành diệt sinh trận cũng không có ai tin tưởng, nhưng yêu vương chạy đi thì không được. Bên trong ngũ hành diệt sinh trận, Ma Ngưu nhíu mày, vội vàng nói. Các ngươi nghe bọn họ nói sẽ là tự chui đầu vào giọ, nếu các ngươi muốn bị đánh bại từng người, thì ra tay với ta và con sói kia đi. Những yêu vương đó nghe lời Ma Ngưu nói, do dự một lát, quả thật không lập tức ra tay. Bọn họ có thể trở thành yêu vương, tất nhiên trí tuệ sẽ không thấp. Bạch Ngọc bảo bọn họ ra tay, đơn giản là muốn bọn họ diệt trừ người có khả năng phá trận. Nhất là yêu lang kia, chỉ cần có thiên tài địa bảo thuộc tính phong là có thể sống. Bạch Ngọc bảo bọn họ giết yêu lang, chẳng khác nào bảo bọn họ xóa đi cơ hội này. Ngoài ra bọn họ cũng là yêu vương, có người thế lực còn hơn ngũ yêu, bọn họ bị Bạch Ngọc la hét như vậy, tất nhiên sẽ không tình nguyện. Sao thế, không phải mấy người tin lời nhân loại kia nói đấy chứ? Bạch Ngọc thấy không có yêu vương nào ra tay, cười lạnh lùng. Một kích cuối cùng trước khi Xà Vương chết là ngươi làm đúng không, thề sẽ không báo thù, cũng sẽ không để lộ tin tức. Còn giúp bọn ta che giấu tin tức này, người sẽ không chịu ảnh hưởng của ngũ hành diệt sinh trận. Bạch Ngọc chỉ một yêu vương trong đó, nói. Yêu vương này nhướng mày, lập tức vui vẻ, vội vàng thề. Linh khí trên người ông ta vốn cũng bị phân giải, ông ta mới thề xong, phân giải lập tức dừng lại. Lần này không ít yêu vương vừa rồi còn xoắn suýt, trong chớp mắt không do dự nữa. Cho dù thế nào, sống sót trước rồi nói sau. Không nắm lấy cơ hội này, thật sự chỉ có đường chết. Mấy người bộc phát thực lực, xông về phía Ma Ngưu và yêu lang. Sắc mặt Ma Ngưu thay đổi, trên người phiếm thanh quang, ngăn cản đỡ trái hở phải. Ông ta tránh vài lần, chỉ trong chớp mắt tới trước người yêu lang cũng bị bao vây. Tu sĩ nhân loại, ta không có thiên tài địa bảo thuộc tính phong, nhưng ta có tin tức liên quan tới thiên tài địa bảo thuộc tính phong, mang ta rời khỏi nơi này, ta không chỉ nói tin tức cho ngươi. Còn giúp ngươi lấy được thứ đó. Ma Ngưu kêu về phía yêu lang, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng bị giết chết, hợp tác với nhân loại càng tốt hơn đầu hàng với ngũ yêu vương.
Ma Ngưu, ngươi thật sự tin tu sĩ kim loại kia có thể mang ngươi rời đi à? Ngươi tin lời tên đó nói, không bằng tin nếu ngươi quỳ với ta sẽ tha cho ngươi. Bạch Ngọc nghe thấy lời Ma Ngưu nói, cười mỉa nói. Mạc Phàm có thể rời đi là chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ Xà Vương đã không đi được, Mạc Phàm đã rời đi, dựa vào cái gì để rời đi nữa? Ở động của Hàn Ly, bên cạnh vách núi kia, Mạc Phàm đứng trước gió, đứng bên cạnh hắn là bốn yêu lang, giọng của Ma Ngưu và Bạch Ngọc truyền từ trên người yêu lang đến. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Ngươi chắc chắn ngươi có tin về thiên tài địa bảo thuộc tính phong à, Ma Ngưu? Hàng thật giá thật, ta có thể thề, nếu là giả Ma Ngưu ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ma Ngưu vội vàng nói, trong giọng nói đều là vội vàng. Thực lực của ông ta ngoại phóng càng nhiều, bị hiến tế cũng càng nhiều. Cứ tiếp tục như thế, ông ta không chết cũng phế. Ta có thể mang ngươi rời đi, nhưng tốt nhất là ngươi đừng gạt ta, nếu không ta phân giải ngươi còn nhỏ hơn cả ngũ hành diệt sinh trận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vạn yêu quật này thuộc phía đông của thần Nông Tông, phía đông thuộc thủy, nhiều nhất là yêu tộc thuộc tính thủy. Mà thuộc tính phong có vẻ nồng đậm ở phía tây thần Nông Tông hơn, thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn một chút. Ở vạn yêu quật có, nhưng phải xem vận khí. Nếu không, vừa rồi lúc ngũ hành diệt sinh trận bại lộ, hẳn là có người xin hắn giúp, không đến lượt Ma Ngưu này. Yên tâm, chỉ cần ngươi đưa lão Ngưu ta ra khỏi trận pháp này, ta nhất định sẽ cho ngươi nhìn thấy thiên tài địa bảo thuộc tính phong, nhanh ra tay đi. Ma Ngưu khó nén nổi sốt ruột nói. Mạc Phàm không vội vàng mang Ma Ngưu rời đi, chỉ là ý niệm vừa động. Bên trong cung điện, bỗng nhiên mắt yêu lang nhìn về phía Bạch Ngọc. Đồng thời trên đầu yêu lang, hư ảnh Mạc Phàm ngưng tụ mà thành. Tốt nhất là Ma Ngưu nói thật, cho dù Ma Ngưu không có tin về thiên tài địa bảo thuộc tính phong, hắn cũng sẽ cứu một yêu vương ra. Một khi ngũ hành yêu vương này kết thúc ngũ hành diệt sinh trận, chắc chắn sẽ tới giết hắn. Hơn 20 yêu vương bị hiến tế, cho dù ngũ yêu vương không tới hợp đạo kỳ cũng không kém lắm. Hắn còn ở vạn yêu quật một thời gian, một khi bị tìm tới sẽ rất phiền phức, vẫn nên diệt trừ ngũ yêu vương này thì hơn, Ma Ngưu là người thích hợp nhất. Ngươi vừa nói gì, nói ta không có biện pháp đưa Ma Ngưu đi à? Mạc Phàm hỏi Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nhướng mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Chẳng lẽ ngươi có thể đưa Ma Ngưu đi được sao? Ta có thể đưa Ma Ngưu đi hay không? Lát nữa ngươi sẽ biết, chỉ là ngươi biết vì sao ngũ hành yêu tộc có được ngũ hành diệt sinh trận lâu như vậy, mà có ít yêu vương sử dụng hay không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Tiểu tử, ngũ hành diệt sinh trận là cấm thuật. Tất nhiên không thể sử dụng tùy ý. Yêu vương mặt xanh lắc đầu, cười mỉa nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua yêu vương mặt xanh, cười khẽ. Chẳng trách các ngươi bị Bạch Ngọc xoay vòng, quả thật chỉ số thông minh của ngươi không đủ. Tiểu tử nhân loại, tốt nhất là ngươi lập tức rời khỏi vạn yêu quật, bằng không đợi bọn ta kết thúc ngũ hành diệt sinh trận, sẽ là lúc chết của ngươi. Yêu vương mặt xanh nhíu mày, tức giận nói. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan. Vậy mà dám nghi ngờ trí tuệ của ông ta, không biết sống chết. Đợi các người kết thúc ngũ hành diệt sinh trận, còn thần trí rồi hãy nói. Mạc Phàm thản nhiên nói. Quả thật ngũ hành diệt sinh trận có thể đề thăng tu vi của ngũ hành yêu tộc, nhưng phân giải ngũ hành linh khí đều mang theo linh hồn của chủ nhân. Nếu không nghĩ biện pháp luyện hóa phần linh hồn này, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhất là hiến tế nhiều tu sĩ trong một lần, tác dụng phụ lớn hơn nữa. Trong ngũ yêu vương, thần hồn của Bạch Ngọc mạnh nhất, có lẽ ông ta sẽ không sao, bốn người khác thì chưa chắc. Có ý gì? Sắc mặt yêu vương mặt xanh hơi khó coi, hỏi. Còn nữa, các ngươi đi theo Bạch Ngọc, sớm muộn gì cũng bị Bạch Ngọc đùa chết. Ngoại trừ Bạch Ngọc ra, yêu vương khác đều không chịu nổi tác dụng phụ của ngũ hành diệt sinh trận. Kết cục cuối cùng không phải là ngũ huynh đệ tự giết lẫn nhau, mà là bốn người khác tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngũ hành chi lực đều quy về Bạch Ngọc. Bởi vì ngũ hành chi lực trải qua bốn yêu vương loại bỏ, đến trên người Bạch Ngọc không còn linh hồn của người hiến tế, Bạch Ngọc nhất cử lưỡng tiện. Chỉ sợ chuyện này là Bạch Ngọc chuẩn bị trước. Đúng rồi, một câu cuối cùng, Ma Ngưu này, ta mang đi rồi. Mạc Phàm lại nói, những lời này vừa vang lên, yêu lang nuốt Ma Ngưu vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Bên trong cung điện, vẻ mặt ngũ yêu vương thay đổi. Trong mắt bốn yêu vương lóe lên dị sắc, nhìn về phía Bạch Ngọc yêu vương mặt trắng.
Bọn họ lập ngũ hành diệt sinh chú, giữa bọn họ đã không có nghi ngờ và đề phòng. Nhưng những lời Mạc Phàm nói, lại khiến bọn họ sinh ra hoài nghi. Quả thật Bạch Ngọc sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng nếu như lời Mạc Phàm nói, ngũ hành diệt sinh trận sẽ khiến bọn họ không có thần trí, không cần Bạch Ngọc ra tay, bọn họ cũng sẽ chết, đến lúc đó kết quả cũng như vậy, Bạch Ngọc là Bạch Ngọc, bọn họ cũng là Bạch Ngọc. Không chỉ như vậy, cho dù có người biết bọn họ dùng ngũ hành diệt thần trận, với tài ăn nói của Bạch Ngọc rất có khả năng sẽ đẩy hết trách nhiệm lên người bọn họ thành kẻ chết thay cho Bạch Ngọc. Bạch Ngọc, có phải ngươi có chuyện gì chưa nói cho bọn ta biết hay không? Yêu Vương mặt đỏ nhíu mày, hỏi. Tuy ông ta không dừng ngũ hành diệt sinh trận, nhưng trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Bạch Ngọc nheo mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Cơ hội của ông ta vốn đã bắt đầu, bị Mạc Phàm làm thành như vậy, lại gặp không ít trắc trở. Quả thật như lời Mạc Phàm nói, nếu thần hồn không đủ cường đại, thì không thể sử dụng ngũ hành diệt sinh trận, cố chấp sử dụng hậu quả sẽ là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ông ta là yêu vương thuộc tính thủy, bên trong công pháp truyền thừa chú trọng tu luyện thần hồn, cộng thêm trời sinh ông ta có cơ thể mạnh hơn những yêu vương khác một chút, hơn nữa lúc trước đã có chuẩn bị, cho nên tất cả linh khí thuộc tính thủy đến từ ngũ hành diệt sinh trận đều được qua một tầng loại bỏ, tẩu hỏa nhập ma sẽ không xuất hiện trên người ông ta. Quả thật ông ta có chủ ý này, khiến những yêu vương khác tẩu hỏa nhập ma mà chết, độc chiếm ngũ hành yêu đan, ngũ hành thạch và tất cả lực lượng hiến tế, sau đó đổ ngũ hành diệt sinh trận lên người bốn vị huynh đệ của ông ta. Như vậy, ông ta không những chỉ lo thân mình, còn có khả năng tới hợp đạo đỉnh phong. Nhưng vậy mà chuyện này lại bị một tu sĩ nhân loại kim đan kỳ vạch trần rồi. Lúc trước ông ta không để Mạc Phàm ở trong lòng, nhưng hiện giờ, ông ta có chút tò mò rồi. Một tu sĩ nhân loại như vậy, rốt cuộc có bội phận gì ở thần nông tông? Các ngươi nghĩ rằng tên tiểu tử kia chuyện gì cũng biết à? Bạch Ngọc lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử đó nói không đúng? Yêu Vương mặt xanh chất vấn. Tiểu tử đó nói đúng. Bạch Ngọc lạnh lùng nói. Bạch Ngọc, tên khốn nạn này, quả nhiên là lợi dụng bọn ta. Yêu Vương mặt đỏ nhíu mày, nghiến răng nói. Không phải ta lợi dụng mấy người, phương pháp thông qua hiến tế nhanh chóng để thăng tu vi có tác dụng phụ, các người thân là yêu vương chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới. Bạch Ngọc hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như thường hỏi. Tu luyện cùng nhau, cho dù là người hay là yêu đều phải tiến hành theo chất lượng, cố chấp đột phá đều có vấn đề, nhất là hóa người khác thành mình. Yêu Vương mặt đỏ nhướng mày, phẫn nộ ở trên mặt mất đi nhiều. Trải qua Bạch Ngọc giải thích, quả thật dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Hóa ra là như vậy, thiếu chút nữa bị tiểu tử kia lừa, chỉ là, ngươi chắc chắn ngươi không có âm mưu gì đấy chứ. Đôi mắt Yêu Vương mặt xanh hơi đảo, xác nhận lại. Quả thật Mạc Phàm ly gián bọn họ, nhưng không thể không đề phòng Bạch Ngọc, từ nhỏ bọn họ ăn không ít thiệt, chuyện lần này liên quan tới sinh tử, càng không thể lơ là. Nếu cảm thấy mình không chịu nổi nhiều linh khí bản nguyên như vậy, vẫn nên từ bỏ thì hơn, hoặc thu thập trước, đợi sau này chậm rãi luyện hóa, hiệu quả sẽ không nhanh như đại trận, nhưng ít ra không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, tiếp tục hay dừng lại, các ngươi nhìn mà làm. Bạch Ngọc không trả lời, đôi mắt nhắm chặt, không ngừng rót linh khí vào trong cự thạch ở trước người. Sắc mặt bốn yêu vương lập tức âm tình bất định, quả thật Bạch Ngọc có khả năng dụng tâm kín đáo, nhưng Mạc Phàm cũng có hiểm nghi. Ngoài ra nếu bây giờ bọn họ dừng ngũ hành diệt sinh trận, cho dù không giết chết yêu vương hiến tế, cũng sẽ vì trở thành kẻ thù chung của vạn yêu quật mà bị giết chết. Trái lại nghe theo lời Bạch Ngọc, giữ một phần linh khí trước, sau này lại luyện hóa cũng là biện pháp không tệ. Bạch Ngọc thấy trên mặt bốn yêu vương lộ vẻ nghi ngờ, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Nếu các ngươi không muốn tin tưởng, vậy các ngươi cứ lo lắng đi, nếu tiểu tử kia không ly gián chúng ta, sẽ có kết cục gì, ai là người có lợi nhất khi ly gián chúng ta thành công? Vẻ mặt yêu vương mặt đỏ khiếp sợ, giống như hiểu ra. Mạc Phàm không chỉ cầm ngũ hành yêu đan của bọn họ, còn mang Ma Ngưu chạy thoát, cho dù thế nào, bọn họ đều không để hắn sống sót. Nhưng nếu ly gián thành công, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau, Mạc Phàm sẽ có cơ hội ra khỏi vạn yêu quật. Yêu tộc ở vạn yêu quật không được cho phép, không thể tự ý rời khỏi vạn yêu quật. Nhất là cấp bậc yêu vương, một khi rời đi, không phải bị cao thủ của thần nông tông giết chết, sẽ bị vương giả gần tinh cầu đánh chết. Bọn họ vì đuổi giết một vị đệ tử của thần nông tông rời đi, thì càng không có biện pháp rời khỏi vạn yêu quật.
Trừ phi bọn họ muốn chết, thông qua Star lang thang, đuổi giết Mạc Phàm. Như vậy, khả năng Mạc Phàm đang ly gián bọn họ cao hơn rồi. Thiếu chút nữa bị tiểu tử này lừa mất. Lông mày Yêu Vương mặt đỏ giãn ra, thản nhiên nói. Mặc kệ Bạch Ngọc có âm mưu gì, đi tới bước này rồi, bọn họ muốn lui về sau cũng không có đường lui, chỉ có thể cẩn thận một chút, có lẽ còn có khả năng sống sót. Nếu các ngươi còn vấn đề gì khác, có thể tiếp tục hỏi, ta biết đều nói cho các ngươi, nếu không còn, chúng ta tiếp tục đi, sớm giải quyết người ở đây, sau đó đi giải quyết Ma Ngưu và tên tiểu tử kia. Bạch Ngọc thản nhiên nói. Ông ta mặc kệ bốn vị huynh đệ có ý nghĩ gì, chỉ cần ngũ hành diệt sinh trận có thể diễn ra tiếp là được, toàn bộ còn có thể tiến hành dựa theo suy nghĩ của ông ta, thứ gì cũng là của ông ta. Không còn, chúng ta tiếp tục đi. Yêu Vương mặt xanh nghĩ một lát, nói tiếp. Dù sao ông ta sẽ không tin tưởng Bạch Ngọc hoàn toàn, nhưng giống như Yêu Vương mặt đỏ, ông ta không còn lựa chọn khác. Nếu không giải quyết chuyện trước mắt, che đậy chuyện ngũ hành diệt sinh trận. Có khả năng bọn họ đừng nghĩ tới chuyện tác dụng phụ của ngũ hành diệt sinh trận. Ngũ Yêu Vương rời mắt, nhìn về phía Yêu Vương còn lại, ngũ hành linh khí điên cuồng rót vào trong cự thạch, ngũ hành diệt sinh chi lực lan tràn, lan ra mỗi góc cung điện. Đã có hai vị Yêu Vương được hiến tế, uy lực của ngũ hành diệt sinh trận mạnh hơn trước không ít. Cho dù đám Yêu Vương phong bế yêu khí của mình, yêu khí vẫn không ngừng được hấp thu mà ra, phân giải thành lượng lớn ngũ hành chi lực. Tụ tập vào trong cơ thể ngũ Yêu Vương, cơ thể bọn họ cũng được phân giải thành cho bụi và ngũ hành thạch, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong cung điện. Bạch Ngọc, năm người đợi đó, Quỳ Long nhất tộc bọn ta sẽ không tha cho các ngươi. Một đại hán đầu rồng duy nhất tức giận nói. Còn cả độc giác thú nhất tộc bọn ta nữa, các ngươi đợi đó. Vẻ mặt ngũ Yêu Vương lạnh nhạt, duy trì trận pháp vận hành không ngừng. Dưới trận pháp chi lực. Một đám Yêu Vương hóa thành ngũ hành chi khí và ngũ hành thạch. Trong khí xanh, Ma Ngưu đi từ trong ra. Tiểu tử, vậy mà ngươi tiến vào ngũ hành sơn từ chỗ này, xem ra tiểu tiện nhân Hàn Ly kia đã bị ngươi ăn sạch rồi, xem ra Hàn Ly thích loại hào hoa phong nhã như ngươi, sớm biết sẽ như vậy, lão Ngưu ta cũng biến thành người như ngươi, nói không chừng tiểu tiện nhân Hàn Ly kia sẽ thành người của lão Ngưu ta. Ma Ngưu nhìn thoáng qua Hàn Ly động và Mạc Phàm đang sửa ngũ hành phong ấn. Cười dâm nói. Hàn Ly là mỹ nữ nổi tiếng ở đây, không ít Yêu Vương mơ ước sắc đẹp của Hàn Ly. Chỉ là Hàn Ly có thực lực ở gần đầu trong đám Yêu Vương, không khác xà vương lắm, rất ít Yêu Vương dám đi trêu chọc. Lúc trước có một yêu lang tiến vào Hàn Ly động, muốn cưỡng đoạt Hàn Ly, kết quả bị Hàn Ly dùng 3 năm đông lạnh từng chút thành khối băng. Chỉ là chưa tới 3 năm, yêu lang kia lựa chọn hạ vũ khí hòa giải. Mạc Phàm có thể tiến vào ngũ yêu sơn thông qua Hàn Ly động, không có khả năng không qua cửa Hàn Ly. Đối diện Hàn Ly động, hai tay Mạc Phàm ấn lên trên thạch bích, vận chuyển tạo hóa chi lực, ngũ hành phong ấn bị hắn phá lúc trước dần khôi phục. Ngũ yêu vương thông qua ngũ hành diệt sinh trận thực lực sẽ tăng lên cao, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới đây, vẫn nên phục hồi lại nơi này thì hơn, có thể kéo dài chút thời gian. Chỉ sau một chén trà nhỏ. Ngũ hành phong ấn khôi phục về trạng thái ban đầu. Mạc Phàm tán âm dương phong ấn bên ngoài ngũ hành phong ấn đi, vỗ tay, lúc này mới xoay người nhìn về phía Ma Ngưu. Ta đã cứu ngươi ra ngoài rồi, nói chuyện ngươi biết về thiên tài địa bảo thuộc tính phong đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thiên tài địa bảo thuộc tính phong, ta từng thấy một viên phong linh châu trên người một vị đệ tử của thần Nông Tông, cho dù không phải là linh châu bản nguyên. Cũng là yêu đan của linh thú thuộc tính phong hợp đạo kỳ chế tạo ra, nếu ngươi muốn có thể tìm đệ tử đồng môn kia, đúng rồi, cảm ơn nhân loại ngươi cứu ta ra khỏi ngũ hành diệt sinh trận, vì biểu đạt lòng biết ơn của lão Ngưu ta, chỉ cần các ngươi không ra tay với lão Ngưu ta, ta quyết định sau này sẽ không ra tay với ngươi và đệ tử của thần Nông Tông ngươi. Nhất là cấp bậc kim đan như ngươi. Ma Ngưu duỗi thắt lưng, lười biếng nói. Nếu không còn chuyện gì, lão Ngưu ta đi trước. Nơi này thông tới tẩm cung của Hàn Ly, không biết đi từ nơi này ra, tiểu tiện nhân Hàn Ly có nổi bão hay không? Ma Ngưu nói xong xoay người đi về phía cửa động bị huyền băng che kín. Rõ ràng là cửa động bị phong ấn, nhưng mỗi lần ông ta tới gần một chút, huyền băng sẽ lùi một chút. Mạc Phàm nhíu mày, đánh giá Ma Ngưu. Cứ thế rời đi à? Tuy có thiên tài địa bảo thuộc tính phong hay không, hắn đều cứu một yêu vương ra, nhưng Ma Ngưu này nói cho qua như thế. Có vẻ hắn bị xem thường rồi. À, đúng rồi,
thiếu chút nữa quên mất, còn thứ này nữa, nếu có thể, mong giáo huấn tên này giúp ta, lần trước lão Ngưu ta lấy ra hết của cải muốn mua thiên bảo thuộc tính phong của tên đó, ai biết tên đó muốn yêu đan của lão Ngưu, nếu không nhờ gia châu của lão, thiếu chút nữa bị làm thịt rồi. Ma Ngưu lấy một ngọc phù ra, ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm giơ tay nhận lấy ngọc phù, nhìn thoáng qua, bên trong là hình một người, nhìn trang phục hẳn là đệ tử của thần Nông Tông, thiếu chút nữa lấy yêu đan của Ma Ngưu đi, ít nhất cũng là tu sĩ hóa thần. Nhưng mặt người này đội nón che khuất, ngay cả mắt đều không nhìn thấy, càng không nói tới tướng mạo. Cho dù vạn yêu quật có không ít đệ tử của thần Nông Tông ở đây, nhưng cho hắn tin tức như vậy, không khác gì bảo hắn đi khắp thế giới không mục đích tìm một yêu thú thuộc tính phong. Còn chuyện gì sao, tiểu tử? Ma Ngưu há to miệng, lộ ra hàm răng trắng, cả người lẫn vật vô hại cười nói. Đợi một chút. Mạc Phàm lắc đầu cười, dẫm lên đá lát trên nhược thủy, đi tới trước Hàn Ly Động. Kiếp trước hắn từng gặp không ít Ngưu yêu, trong đó có không ít người trẻ tuổi tu vi cao hơn Ma Ngưu này, nhưng không có một ai không biết xấu hổ như ông ta. Còn chuyện gì sao, nhân loại? Ma Ngưu chớp mắt, hỏi. Ngươi đoán xem ta có thể đưa ngươi ra, hiện giờ có thể đưa ngươi trở về hay không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Ma Ngưu này mang theo thành ý, có lẽ hắn không so đo với Ma Ngưu này, bởi vì hắn không trông cậy Ma Ngưu sẽ nói được tin gì có ích, nhưng tư thế này, hắn không thể nhịn. Ma Ngưu hơi sửng sốt, trên mặt hiện vẻ sắc lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta đã làm theo lời ngươi nói, ngươi đừng quên, ngươi đưa ta trở về sẽ có hậu quả gì. Nếu tu sĩ kim đan khác nói như vậy, chắc chắn ông ta sẽ không để ý tới. Nhưng Mạc Phàm thì khác, ông ta không nhìn thấu tiểu tử này, không thể coi hắn làm tu sĩ kim đan được. Ngươi cảm thấy ngươi quan trọng như vậy à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Ngưu với vẻ khinh bỉ, lạnh nhạt nói. Ngũ yêu vương để lại yêu vương khác, tuy hắn cứu Ma Ngưu ra. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, có thể làm gì được Ngũ Yêu Vương hay không thì chưa chắc, Ma Ngưu này quá coi trọng mình rồi. Nói không chừng đến cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều đổ lên người ngươi. Hình như đúng là vậy. Ma Ngưu nhướn mày, một tay đặt lên cằm, đôi mắt khẽ đảo. Chắc chắn Ngũ Yêu Vương sẽ không để lại một yêu vương, người đông thế mạnh, quả thật có loại khả năng này. Nói như vậy, ông ta xong đời rồi. Ngay sau đó, trên mặt Ma Ngưu hiện lên vẻ lấy lòng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ngay cả xương hô đều thay đổi. Vị đại nhân này, người có biện pháp tốt gì không, người nói cái gì ta làm cái đó. Không chỉ có ông ta, Mạc Phàm cũng là người Ngũ Yêu Vương muốn giết, Mạc Phàm ngăn ông ta lại, chắc chắn là có biện pháp. Ngoài ra Mạc Phàm không phải đệ tử thông thường của thần Nông Tông, cho dù không có biện pháp, dựa vào thân phận nói không chừng có thể cứu ông ta một mạng. Phải biết rằng, nơi này là địa bàn của thần Nông Tông, có một số đệ tử của thần Nông Tông cho dù là yêu vương hợp đạo kỳ cũng không dám động vào một chút. Mạc Phàm bĩu môi, tức giận chừng Ma Ngưu một cái, hỏi. Người nói người này có thiên bảo thuộc tính phong là thật hay giả? Tuy người này không dễ tìm, nhưng hắn muốn xác nhận một phen, nhỡ đâu hắn gặp được, sẽ nghĩ biện pháp. Thật 100%, nếu lão Ngưu ta lừa ngươi, lão Ngưu ta sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ma Ngưu vươn một tay ra, vẻ mặt thành khẩn nói. Tuy thái độ của ông ta không tốt, nhưng quả thật đây là sự thật. Chẳng qua ông ta không muốn đòi mua thiên bảo của tu sĩ này, mà là muốn cướp, kết quả không cướp được, trái lại thiếu chút nữa bị làm thịt. Biết tên tu sĩ này không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ta không biết tên, chỉ là hình như chữ lót là không. Ông ta đấu với người kia mấy chiêu cảm nhận không địch lại, liền chạy trốn. Loáng thoáng nghe được tu sĩ kia xưng mình là không gì đó, cụ thể là gì, ông ta không nghe rõ. Vậy thì thôi, ta vẫn nên để ngươi vào Ngũ Yêu Sơn thì hơn. Mạc Phàm lắc đầu không nói nữa. Đệ tử chữ lót không, thần Nông Tông có không biết bao nhiêu, nếu không biết tên, vốn không thể tìm được. Đừng mà, đại nhân, người thiếu linh thú không, người thấy ta thế nào, lão Ngưu ta ăn ít, nhưng tốc độ tăng tu vi rất nhanh. Người không ngại có thêm một linh thú như ta đúng không? Ma Ngưu vội vàng nói. Ông ta bị Ngũ Yêu Vương vụ oan cùng lắm là bị đuổi giết, nhưng nếu bị Mạc Phàm ném trở lại, ông ta chỉ có đường chết. Nếu ngươi không thiếu linh thú, chắc chắn tiểu tình nhân Hàn Ly của ngươi thiếu người canh cửa, lão Ngưu ta rất biết trông cửa, có lão Ngưu ta ở đây,
những yêu vương mơ ước mỹ mạo của Hàn Ly đừng nghĩ tới gần Hàn Ly nửa bước, chỉ cần ngươi mang ta rời khỏi vạn yêu quật. Ma Ngưu thấy vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, chớp mắt nói. Mạc Phàm nhíu mày, hắn xem như mở mang tri thức, con trâu này không chỉ vô lại còn rất vô liêm sỉ, yêu tộc thông thường đều mạnh hơn tu sĩ nhân loại cùng cấp một chút. Tu sĩ cấp bậc hóa thần muốn thu phục linh sủng thần cấp không dễ dàng như vậy, thông thường là mang theo các loại pháp khí, ngoài ra còn mời mấy tu sĩ tương trợ, mới có khả năng bắt thành công. Ma Ngưu thần cấp này, lại muốn thành linh sủng và trông cửa cho một tu sĩ kim đan như hắn, da mặt đúng là dày, cho dù dùng linh khí đâm vài cái cũng chưa chắc xuyên thủng. Nói xong rồi à? Xong rồi. Ma Ngưu gật đầu, vội vàng câm miệng lại. Vạn yêu quật này có yêu tộc hóa thần hoặc hóa thần trở lên thuộc tính phong không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Dựa theo thông tin Ma Ngưu cung cấp, chỉ sợ không dễ tìm đệ tử của thần Nông Tông, chỉ có thể suy xét tới yêu tộc khác ở vạn yêu quật rồi. Có một bạch hổ hợp đạo kỳ, ở cực Tây chi địa, người muốn thử hay không? Ma Ngưu nhỏ giọng nói. Ngoại trừ tên này ra. Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Bạch hổ hợp đạo kỳ. Cho dù có bao nhiêu huyết mạch bạch hổ thánh thú, hắn cũng không đối phó được. Cho dù là hóa thần kỳ, hắn cộng thêm yêu lang và Ma Ngưu chưa chắc đối phó được. Ngoài ra bạch hổ này còn ở cực Tây chi địa. Nơi nguy hiểm ở vạn yêu quật đều được đánh dấu đỏ, nhưng bốn vùng địa cực ở vạn yêu quật được đánh dấu tím sẫm, vùng đất ở giữa địa cực thì có màu đen, đại biểu cho nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Hắn đến Ngũ Yêu Sơn luôn phải cẩn thận, đi đến chỗ đó tìm thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Cho dù có mạng tìm được, cũng không có mạng dành tới tay. Ngoại trừ tên này, hẳn là không còn nữa, yêu thú thuộc tính phong không phải bị đời sau của Bạch Hổ giết, thì phục tùng bọn họ, đến cực Tây chi địa rồi. Ma Ngưu lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, sợ bị Mạc Phàm ném trở về ngũ hành diệt sinh trận. Linh khí thuộc tính phong ở vạn yêu quật không nồng đậm, chính vì như vậy, thiên bảo thuộc tính phong rất ít, rất chân quý. Nếu có thể tìm được thiên tài địa bảo thuộc tính phong, có thể đổi thiên tài địa bảo đặc sản ở cực Tây chi địa với bạch hổ nhất tộc. Lúc trước có một yêu tộc tình cờ phát hiện một khối thiên phong thạch cực phẩm rất to, đưa cho bạch hổ ở cực Tây chi địa. Vì vậy lúc yêu tộc đi từ cực Tây chi địa ra, từ một yêu tộc nho nhỏ biến thành yêu vương hóa thần đỉnh phong. Ông ta cũng thấy được thiên bảo thuộc tính phong kia, lúc này mới muốn ra tay cướp đoạt. Mạc Phàm đến vạn yêu quật tìm thiên bảo thuộc tính phong. Đúng là tìm lầm nơi rồi. Cũng may gặp ông ta, nếu không Mạc Phàm sẽ không biết tin tức này. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Xem ra, biện pháp tốt nhất là tìm đệ tử của thần Nông Tông kia, sau đó giao dịch thứ gì đó với thiên bảo thuộc tính phong trên người người kia. Cực Tây chi địa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cân nhắc tới. Nơi đó, cho dù là hắn hiện giờ cũng một đi không về. Nghĩ như vậy, hắn không hỏi lại gì, lấy ngọc phù Hàn Ly cho hắn ra, huyền băng màu đen trong Hàn Ly động lùi đi, hắn lập tức đi vào trong Hàn Ly động, không thèm nhìn Ma Ngưu một cái. Ma Ngưu hơi sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ trông mong. Ông ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ có biện pháp tốt chạy trối chết, kết quả Mạc Phàm hỏi vài câu không liên quan tới Ngũ Yêu Sơn, cứ thế rời đi. Chuyện này cho ông ta cảm giác Mạc Phàm chơi gái với ông ta, lúc chơi gái nói sẽ chuộc thân giúp. Kết quả Mạc Phàm làm xong việc thì kéo quần rời đi. Đại nhân, có phải ngươi quên nói gì rồi không? Ma Ngưu trợn mắt hỏi. Nếu ông ta không tìm biện pháp trên người Mạc Phàm, chỉ có thể sống cuộc sống chạy trối chết. Có sao? Mạc Phàm dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi. Ta nhớ rõ, ta chỉ muốn tin về thiên tài địa bảo thuộc tính phong, ngươi đã nói cho ta biết tin về thiên tài địa bảo, tuy không có tác dụng lớn đối với ta, ngoại trừ chuyện này. Hẳn là chúng ta không còn liên quan, ngươi có thể trở về động phủ của ngươi, ta cũng có thể về thần Nông Tông, còn chuyện gì khác à? Đại nhân, ngươi đã quên, ngoại trừ thiên tài địa bảo thuộc tính phong ra, còn có Ngũ Yêu Vương cần xử lý à? Nói cách khác, đợi bọn họ chấm dứt ngũ hành diệt sinh trận, người bọn họ đối phó đầu tiên sẽ là chúng ta. Đầu Ma Ngưu đầy mồ hôi, nghiến răng nói. Chuyện đó là chuyện của ngươi đúng không, ta trở về thần Nông Tông. Hẳn là bọn họ không có lá gan rời khỏi vạn yêu quật đâu. Mạc Phàm nheo mắt, cười nhạt, tiếp tục đi về trước. Ma Ngưu thấy Mạc Phàm rời đi, đôi mắt mở to, chạy nhanh tới trước người Mạc Phàm, ngăn cản đường đi của Mạc Phàm. Đại nhân, đừng vội đi vậy mà,
quả thật bọn họ không có lá gan này, nhưng vạn yêu quật là bảo tinh của thần Nông Tông, ngũ yêu vương kia sử dụng cấm thuật để thăng tu vi, làm trái với quy củ ở vạn yêu quật, coi như là trái với điều lệ của thần Nông Tông. Lão Ngưu ta là yêu tộc ở vạn yêu quật, tuy miễn cưỡng một chút, nhưng coi như là yêu tộc của thần Nông Tông, hành động hạ lưu vô liêm sỉ như vậy, lão Ngưu ta là người đầu tiên không đồng ý, gặp phải chuyện như vậy, ta tuyệt đối không đi cho xong việc. Ma Ngưu lòng đầy căm phẫn nói, giống như không giải quyết ngũ yêu vương sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm có thể cầm ngũ hành yêu đan đi cho xong việc, nhưng ông ta không đơn giản như vậy, trừ phi ông ta trở thành linh sủng của một đệ tử thần Nông Tông rời đi, nếu không không có khả năng rời đi. Cho nên, Mạc Phàm cố nén cười, vẻ mặt không đổi hỏi. Ma Ngưu nói như vậy, thiếu chút nữa hắn đã tin là thật. Cho nên, lão Ngưu ta nhất định sẽ không khuất phục ngũ yêu vương, lại càng không trốn. Ma Ngưu kiên trì nói. Ông ta đã nói tới nước này rồi, vậy mà Mạc Phàm không nhả ra, thân là đệ tử của thần Nông Tông, giác ngộ bị chó ăn rồi à? À, vậy ta đưa ngươi về ngũ yêu sơn nhé. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ngân quang, hỏi. Ngũ hành diệt sinh trận mở rộng ra, hắn đã không có biện pháp đi từ bên trong ra, nhưng đưa một yêu thú vào thì vẫn được. Cái gì? Đừng, 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 đại nhân. Sắc mặt Ma Ngưu thay đổi, xua tay nói. Sớm biết sẽ như vậy, ông ta chắc chắn sẽ không nói những lời vừa rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, dừng cười, hào quang màu bạc trong mắt mất đi. Ngươi đi theo ta, mang ta tới nơi ngươi giao đấu với đệ tử của thần Nông Tông lần trước. Nếu vận khí tốt mà nói không chừng sẽ tìm được chút khí thức của người kia, chỉ cần một chút là được rồi. Còn ngũ yêu vương, xử lý sau cũng không muộn. Mạc Phàm mang theo Ma Ngưu và Yêu Lang còn chưa tới địa cung của Hàn Ly, tiểu Hàn Ly đã bay tới, lượn vòng quanh Mạc Phàm, cuối cùng hạ xuống vai Mạc Phàm. Nhìn thấy tiểu Hàn Ly thân thiết với Mạc Phàm như vậy, Ma Ngưu cười ngây ngô vươn tay ra, muốn sờ đầu của tiểu Hàn Ly. Còn chưa đụng vào tiểu Hàn Ly. Tiểu Hàn Ly liền phun hàn khí ra, Ma Ngưu vội vàng rút tay lại, một tay đóng băng xuất hiện ở chỗ tay ban đầu của ông ta, rơi xuống mặt đất. Vật nhỏ này đúng là hung dữ, giống hệt mẹ nó, nói đi, đại nhân, sao ngươi thu phục được hai mẹ con Hàn Ly thế? Ma Ngưu hâm mộ nói. Mạc Phàm thu phục Hàn Ly còn chưa tính, ngay cả nhỏ cũng phục tùng, thủ đoạn quá cao. Mạc Phàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái. Lấy một khối tảng đá tỏa ra hàn khí nồng đậm, đưa cho tiểu Hàn Ly. Tảng đá này là xí hàn thạch, một loại thiên bảo thuộc tính băng hàn, coi như là hiếm có, là một trong những đồ lão yêu vương cất giữ, có tác dụng với Hàn Ly, càng không nói tới tiểu Hàn Ly. Tiểu Hàn Ly thấy đồ trong tay Mạc Phàm, đôi mắt ngập nước mở to, nuốt tảng đá trong tay Mạc Phàm xuống. Ma Ngưu ở bên cạnh lại sửng sốt. Sao ông ta có thể không biết tảng đá kia? Đó là một trong những đồ của lão yêu vương, có không ít yêu vương cướp đoạt, cứ thế bị tiểu Hàn Ly nuốt xuống rồi. Đại nhân, người còn thứ gì tương tự không cần không, cho ta mấy cái với, vừa rồi lão Ngưu ta tiêu hao hơi nhiều trong ngũ hành diệt sinh trận. Ma Ngưu đáng thương nói. Mạc Phàm lấy huyền băng màu đen trên thạch bích, ném cho Ma Ngưu. Đi chữa thương đi. Đại nhân, bây giờ chúng ta coi như cùng phe, người không thể bên nặng bên nhẹ như vậy được. Nếu ngươi thích tiểu tiện nhân Hàn Ly như vậy, trong động phủ của ta còn mấy nữ yêu lạnh lùng chưa từng sử dụng, ta đưa qua cho ngươi, đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng, chỉ cần ngươi đưa cho ta mấy tảng đá như vậy là được. Vẻ mặt Ma Ngưu khẩn cầu, nói. Ma Ngưu mới dứt lời, giọng nói rét lạnh thấu xương truyền đến. Ma Ngưu, ngươi ngứa ra à, có dũng khí nói ba chữ kia thử xem. Giọng nói mới vang lên, Hàn Ly mặc cung trang, duyên dáng yêu kiều đi tới. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua Mạc Phàm, nhìn thẳng Ma Ngưu. Theo ánh mắt Hàn Ly, huyền băng dọc theo sơn động tụ tập về phía Ma Ngưu. Ma Ngưu nuốt nước bọt, thầm kêu không hay trong lòng. Tiểu Hàn Ly đã tới, Hàn Ly còn xa được sao, mải kiếm đồ trên người Mạc Phàm, ông ta quên mất chuyện này. Đương nhiên là Hàn Ly đại nhân rồi, vị trí này cho dù là kẻ tiện nhân vô xương kia tấn thăng đến hợp đạo kỳ, cũng không có biện pháp thay thế được. Ma Ngưu nịnh nọt nói. Vô xương là băng phượng, như Hàn Ly cũng xưng là tuyệt đại song kiêu của vạn yêu quật, xinh đẹp không gì sánh nổi, hai bên vì là yêu tộc thuộc tính Hàn băng mà không hợp, thậm chí là kẻ thù lâu năm. Lúc trước tu vi của Hàn Ly mạnh hơn vô xương một chút, nhưng vì thai nghén bị vô xương đuổi kịp và vượt qua,
đã tiến vào hợp đạo kỳ trước một bước. Ma Ngưu, ngươi còn nói như vậy à, những lời ngươi vừa nói ta sẽ truyền cho tiểu tiện nhân Vô Xương giúp ngươi, hiện giờ ngươi ngâm ở trong nước rồi nói sau. Hàn Ly đẩy tay một cái, Ma Ngưu bay ra ngoài như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay thẳng tới vách núi giữa Hàn Ly Động và Ngũ Yêu Sơn, lúc này mới dừng lại. Ma Ngưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn Nhược Thủy giữa vách núi, sắc mặt lập tức khó coi hơn nhiều. Giống, ông ta quát to một tiếng, cơ thể lập tức rơi vào giữa Nhược Thủy. Bọt nước tung tóe, Ma Ngưu biến mất. Hàn Ly xử lý Ma Ngưu, lại nhìn thoáng qua Yêu Lang, lông mày bà ta nhướng lên, ánh mắt khác thường nhìn Mạc Phàm. Ngươi không tệ, không chỉ giết Yêu Lang Đạo Thiên, còn đạt được Ngũ Hành Yêu Đan. Hàn Ly động rất gần Ngũ Yêu Sơn, bà ta từng gặp Lão Yêu Vương không ít lần, khí tức Ngũ Hành Yêu Đan bà ta rất quen thuộc, hiện giờ trên người Mạc Phàm có khí tức này. Một tháng Mạc Phàm không xuất hiện, bà ta tưởng rằng Mạc Phàm đã chết, ai biết Mạc Phàm không chỉ còn sống trở về, còn luyện hóa Ngũ Hành Yêu Đan. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trả tiểu Hàn Ly quấn lấy hắn cho Hàn Ly. Ngũ Yêu Vương sử dụng Ngũ Hành Diệt Sinh Trận, tốt nhất là hai người nên rời khỏi đây thì hơn. Tuy hắn sửa Ngũ Hành phong ấn như ban đầu, nhưng không có nghĩa là Ngũ Yêu Vương sẽ không hoài nghi, dù sao cửa chính có không ít Yêu Vương, hắn không có khả năng tiến vào từ cửa chính, chỉ có thể rời đi từ Ngũ Hành phong ấn, Ngũ Hành Diệt Sinh Trận, Ngũ Yêu Vương này đúng là to gan. Hàn Ly nhíu mày, lạnh lùng nói. Toàn bộ Yêu Vương đều vào Ngũ Yêu Sơn, bà ta thấy rất kỳ lạ. Chỉ là không nghĩ tới Ngũ Hành Diệt Sinh Trận, đã mấy thế hệ Ngũ Hành yêu tộc không dùng trận pháp này rồi. Có ai ngờ tới, Ngũ Hành Yêu Vương thế hệ này lại sử dụng trận pháp đó. Tóm lại, hai người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta không có gì phải cẩn thận hết. Hàn Ly không cảm kích, lạnh lùng nói. Mạc Phàm thấy Hàn Ly không nghe, cũng không nói gì nữa, hỏi tiếp. Ngươi có biết ngoại trừ cực Tây chi địa ra? Ở nơi nào vạn yêu quật có thiên tài địa bảo thuộc tính phong? Thực lực của Hàn Ly mạnh hơn Ma Ngưu không ít, chuyện Ma Ngưu không biết, nói không chừng Hàn Ly sẽ biết. Ngươi cần thiên tài địa bảo thuộc tính phong à? Hàn Ly khẽ nâng mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Không sai. Ta khuyên ngươi nên nhanh rời khỏi vạn yêu quật thì hơn, nói cách khác, ngươi càng nguy hiểm hơn ta, thiên tài địa bảo thuộc tính phong đi nơi khác tìm là được, thứ này rất hiếm thấy ở vạn yêu quật. Có ngươi cũng không chiếm được. Hàn Ly lạnh lùng nói. Tuy Hàn Ly động của bà ta đoạn tuyệt lui tới với Ngũ Yêu Sơn, nhưng không phải ngồi không, bà ta không đi trêu chọc Ngũ Yêu Vương, cho dù Ngũ Yêu Vương đều thành Yêu Vương hợp đạo kỳ, cũng không dám đối phó bà ta. Trái lại Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan cầm Ngũ Hành Yêu Đan của Ngũ Yêu Sơn, một khi tin này truyền ra, không cần Ngũ Yêu Vương ra tay, sẽ có người đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm không rời khỏi vạn yêu quật, còn ở đây tìm thiên tài địa bảo thuộc tính phong, không khác gì muốn chết. Thiên tài địa bảo có cấp bậc không thấp, gần như chân quý hơn Ngũ Hành Yêu Đan, nói không chừng sẽ đưa tới Bạch Hổ nhất tộc ở cực Tây chi địa. Xem ra ngươi cũng không biết, Ma Ngưu kia mặc ngươi xử trí, chỉ cần đừng giết là được, nếu không còn chuyện gì, ta đi trước. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Vừa rồi từ miệng Ma Ngưu. Hắn biết vị trí chiến đấu của Ma Ngưu và đệ tử thần nông tông kia, không cần Ma Ngưu, chính hắn có thể tìm. Đứng lại, bản cung cho ngươi đi à? Hàn Ly nhíu mày, trầm giọng nói. Mạc Phàm lắc đầu, cũng không tức giận. Còn chuyện gì sao? Ngươi thật sự cần thiên tài địa bảo thuộc tính phong à? Đan thành cửu pháp của ta, chỉ thiếu một pháp cuối cùng là phong pháp. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Đan thành cửu pháp. Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Chẳng trách Mạc Phàm cấp bậc kim đan lại cường hãn như vậy, còn là đệ tử chữ lót bất của thần nông tông, quả thật không phải không có lý do. Bà ta từng thấy không ít đệ tử thiên tài của thần nông tông tới đây rèn luyện, nhưng tối đa là đan thành ngũ pháp, Mạc Phàm đã thành bát pháp rồi. Ngươi muốn thiên tài địa bảo thuộc tính phong không cần đến cực Tây chi địa, ngươi chỉ cần đi tìm người hãm hại ngươi trước. Là có thể tìm được thiên tài địa bảo thuộc tính phong rồi. Hàn Ly do dự, vẫn nói. Hửm. Mạc Phàm nhớn mày, trong mắt hiện lên bất ngờ. Người muốn nói, người hạ bạo viêm phù vào trong trứng rồng mang theo thiên tài địa bảo thuộc tính phong sao? Không sai. Hàn Ly gật đầu. Bà ta thông qua khí tức để lại trên trứng rồng tìm được người kia,
người kia không chỉ có công pháp thuộc tính phong, trên người còn có một viên châu thuộc tính phong. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Hắn muốn đi tìm người hãm hại hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Như vậy hắn không cần đi làm giao dịch với đệ tử của thần nông tông kia, cứ lấy đi là được. Chỉ là ngươi đừng hy vọng quá nhiều, ngươi cộng thêm yêu lang và ma nghiêu, ba người cộng lại cũng không phải đối thủ của đệ tử thần nông tông kia, cho dù ta giúp ngươi cũng không có nhiều phần thắng. Hàn Ly lập tức hắt nước lạnh lên người Mạc Phàm. Sau khi bà ta tìm được người kia, đã đấu với người đó. Người kia cũng là cấp bậc hóa thần, bà ta xem như đứng đầu trong đám yêu vương cấp bậc hóa thần, cũng không phải đối thủ của tu sĩ kia. Thậm chí có thể nói, tu sĩ nhân loại kia vốn không muốn giết bà ta, nếu không bà ta không có biện pháp còn sống trở về. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong đôi mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Hàn Ly tay không mà về, quả thật có thể chứng minh điểm này, đối phương rất mạnh. Như vậy, chuyện này không dễ làm hơn hắn nghĩ. Nếu là đệ tử thông thường của thần nông tông, hắn có thể dùng công pháp, cơ duyên để trao đổi, dù sao hắn là chữ lót bất, đối phương là chữ lót không, cơ hội thành công không nhỏ. Nhưng đối phương muốn giết hắn, mềm không thể thực hiện được, cứng cũng không dễ. Ba bọn họ đối phó Hàn Ly đều không dễ dàng, càng không nói tới đối phó đệ tử của thần nông tông. Ngươi vẫn nên rời khỏi Vạn Yêu Quật đi, thần nông tông nhiều bảo tinh như vậy, có không ít nơi có thể đạt được thiên tài địa bảo thuộc tính phong, với bối phận của ngươi muốn tìm không khó. Hàn Ly nói, bởi vì Vạn Yêu Quật thiếu thiên tài địa bảo thuộc tính phong, chỉ có Bạch Hổ nhất tộc và một số yêu tộc thuộc tính phong, có một số đệ tử của thần nông tông lấy thiên tài địa bảo thuộc tính phong từ bảo tinh khác tới Vạn Yêu Quật đổi, đạt được không ít bảo vật. Mạc Phàm ra khỏi Vạn Yêu Quật, không khó đạt được thiên tài địa bảo. Ngươi cảm thấy ta tới nơi này, còn có đệ tử bối phận thấp đối phó ta, ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng rời khỏi nơi này sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trong mắt Hàn Ly hiện lên lo lắng. Nếu Mạc Phàm không rời khỏi Vạn Yêu Quật, gần như không thể lấy được thiên tài địa bảo thuộc tính phong, muốn đan thành cửu pháp là không có khả năng rồi. Ngươi còn nhớ tướng mạo của đệ tử thần nông tông kia không? Mạc Phàm suy nghĩ một lát, hỏi. Hàn Ly tạo pháp ấn, bóng dáng một nam tử mặc thanh y, bên hông cắm một loạt phi đao xuất hiện trên thạch bích. Nam tử này tên Phương Chân, pháp danh Không Chân, thực lực hóa thần trung kỳ. Nhưng chỉ sợ lĩnh ngộ thuộc tính phong đã đến tình hình ngoại đạo, hóa thần đỉnh phong đều không phải đối thủ của tên đó. Vẻ mặt Hàn Ly nghiêm túc, nói. Hóa thần đạt tới hợp đạo kỳ, đã không chỉ là tích lũy linh khí, mà là lĩnh ngộ đối với đạo, biến hư đạo thành thực. Từ hư tới thực có ba giai đoạn, ngoại đạo, nội đạo và chân đạo. Hóa thần đỉnh phong cũng chưa chắc đạt tới ngoại đạo, qua hóa thần đỉnh phong một bước mới là ngoại đạo, đi qua ba đạo môn mới là hợp đạo. Đệ tử của thần nông tông mới hóa thần trung kỳ đã đến ngoại đạo, không thể không nói là thiên tài. Chỉ cần tu vi đủ linh khí, dễ dàng so được với hóa thần đỉnh phong. Tuy tu vi của Phương Chân thấp hơn bà ta, nhưng bà ta không phải đối thủ của Phương Chân, thậm chí có thể nói là đùa bà ta. Không Chân, hóa ra là tên đó. Mạc Phàm nhướng mày, lập tức nghĩ ra. Ngươi từng gặp rồi à? Chưa từng gặp, nhưng ta biết một người như vậy. Mạc Phàm lắc đầu. Kiếp trước, hắn tán gẫu một số thiên tài của thần nông tông với Vọng Cơ sư huynh. Bọn họ nói về không ít người, trong đó có một người Vọng Cơ sư huynh bảo hắn phải cẩn thận, là Không Chân. Không Chân có phong linh căn trời sinh, đối với thuộc tính phong rất mạnh, hiểu về đạo cũng rất mạnh. Cho dù là ở thần nông tông, tốc độ tăng tu vi của ông ta cũng ít người so sánh được. Sở dĩ bảo hắn cẩn thận. Vì Không Chân do một tay mạnh bất đồng sư huynh hắn bồi dưỡng ra, lúc ấy hắn nhớ người này, nhưng chưa từng gặp. Không ngờ người này, lại bố trí cạm bẫy cho hắn. Chỉ là nghĩ lại, hắn thoải mái hơn. Tu sĩ thuộc tính phong thích hợp làm thích khách, tới vô ảnh đi vô tung, có thể gieo phù chú lên trứng rồng và ngư lân giáp của hắn thần không biết quỷ không hay, chỉ có người này. Hẳn là Không Chân còn chưa biết ta tiến vào Ngũ Yêu Sơn đúng không? Mạc Phàm hỏi. Hàn Ly có thể còn sống trở về, không phải không muốn giết Hàn Ly, chỉ là muốn Hàn Ly làm kẻ chết thay, đợi thần nông tông phái người xuống giết. Tên đó không hỏi ta, hẳn là nghĩ người bị ta giết chết, người muốn thế nào, không phải là người muốn tìm tên đó đấy chứ. Hàn Ly nghĩ một lát, nhíu mày hỏi.
Mạc Phàm hỏi chuyện này, phần lớn là muốn đạt được thiên tài địa bảo thuộc tính phong từ tay không chân. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, gật đầu. So với cực Tây chi địa, lấy thiên tài địa bảo thuộc tính phong từ tay không chân đơn giản hơn một chút. Cho nên hắn chuẩn bị lấy thiên tài địa bảo thuộc tính phong từ tay không chân. Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết à? Không chân bố trí cạm bẫy không thể giết Mạc Phàm, rất có khả năng sẽ tự mình ra tay. Bà ta không phải đối thủ của không chân, tuy Mạc Phàm lấy được ngũ hành yêu đan, luyện đạo thiên thành yêu thi, còn khiến Ma Ngưu phục tùng, nhưng phần lớn là không dựa vào thực lực, nếu như thật sự ra tay, Mạc Phàm không phải đối thủ của bà ta. Không chân có thực lực đùa giỡn bà ta, giết Mạc Phàm càng vô cùng đơn giản. Muốn chết, nếu không chân có can đảm ra tay với ta, ta sẽ khiến tên đó có đi mà không có về. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường. Không chân chỉ dám hạ độc thủ với hắn, trực tiếp giết hắn, Mạnh Bất Đồng sư huynh cũng không có lá gan này. Ngươi có biện pháp đối phó tên đó à? Hàn Ly nhướng mày, hỏi. Bà ta tiếp xúc với Mạc Phàm không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu Mạc Phàm đôi chút. Nếu Mạc Phàm chuẩn bị đi làm, chắc chắn đã nắm chắc. Ta có một số thứ hẳn là đã được đưa tới, có mấy thứ này, cho dù là tu sĩ nội đạo, cũng cần phải giữ lại mạng nhỏ. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nói. Tiên khí khổn thần đồng ý đưa đồ cho hắn, nói là trong vòng 3 ngày sẽ đưa tới. Với hiểu biết của hắn về Mạnh Bất Đồng sư huynh, mấy thứ này đã được đưa tới. Hiện giờ đã hơn một tháng, hẳn là đã mang tới đây, chỉ cần tìm Vương Thành hoặc những người khác, có thể lấy được đủ. Trong mấy thứ này có một phần là đan dược luyện chế tấn chức nguyên anh kỳ, một phần khác vốn là chuẩn bị dùng để đối phó yêu tộc cường đại, phòng ngừa có người ảnh hưởng hắn đột phá. Nếu không chân ở đây, thử trên người không chân xem thế nào. Nếu lấy được thiên tài địa bảo thuộc tính phong trên người không chân, hắn đan thành cửu pháp, là có thể tiến vào nguyên anh kỳ rồi. Một khi đến nguyên anh kỳ, gặp một số người và yêu tộc, hắn không cần dùng một số phương pháp không liên quan tới thực lực. Hàn Ly nhíu mày, mỹ nữ đánh giá Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Ngươi chắc chắn có thể đối phó được cao thủ hóa thần nội đạo chứ? Nếu những người khác nói, chắc chắn bà ta sẽ quay đầu bỏ đi. Quả thật một số trận pháp có thể đối phó được tu sĩ hóa thần nội đạo, thậm chí tu sĩ đại thừa, nhưng những trận pháp này cần người có tu vi tương ứng mới có thể khắc họa ra được. Thông thường, tu sĩ cấp kim đan có thể dựng trận pháp đối phó nguyên anh đỉnh phong đã khá lắm rồi. Đừng nói là hóa thần nội đạo, hóa thần sơ kỳ đều khó đối phó được. Cho dù là Mạc Phàm, một người toàn thân đều là câu đố, cũng không có khả năng. Lúc ta tiến vào Ngũ Yêu Sơn, có vẻ ngươi từng nói câu tương tự rồi. Mạc Phàm cười khinh thường. Tuy hắn chỉ là cấp bậc kim đan, nhưng là người lĩnh ngộ y đạo. Cho nên ở kiếp trước, hắn được gọi là tu sĩ hợp đạo dù không có tu vi hợp đạo, chỉ vì hắn lĩnh ngộ y đạo. Y đạo có thể cứu người, nhưng có thể giết người. Hắn chỉ muốn một số thứ đơn giản, nếu cho hắn một số thứ cấp bậc cao, hắn hoàn toàn có thể tạo thành đạo trận, cho dù là tu sĩ hợp đạo kỳ đi vào cũng đừng nghĩ tới chuyện ra. Chỉ là hắn dùng những thứ này bố trí trận pháp đối phó không chân hiện giờ là đủ. Ở Ngũ Yêu Sơn là vận khí của ngươi tốt mà thôi, không thực sự ra tay, cho nên không đơn giản như vậy. Vẻ mặt Hàn Ly khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy sao, vậy ngươi dám đánh cược một lần với ta không? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Đánh cược gì? Đánh cược một thứ trên người ngươi, nếu ta lấy được thiên tài địa bảo thuộc tính phong trên người không chân, ta muốn 4 giọt hàn tủy của ngươi, chỉ là làm bồi thường, ta sẽ cho ngươi nhiều loại thiên tài địa bảo thuộc tính băng hàn. Mạc Phàm nói. Hàn tủy là vật đặc biệt của Hàn Ly, cũng là thứ vô cùng trân quý, 200 năm mới thai nghén một giọt. Cho dù hàn tủy vẫn chưa sử dụng, cũng chỉ có hơn 10 giọt. Hiện giờ hắn chưa dùng hàn tủy, nhưng một khi hắn tới Nguyên Anh Kỳ, thì cần thứ này để nhanh để thăng tu vi. Bản cung không cần bồi thường của ngươi, nếu ngươi có thể lấy được thiên tài địa bảo từ chỗ không chân, bản cung cho ngươi tất cả hàn tủy bản cung tích góp được. Nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh này, bản cung muốn tạo hóa ấn trên người ngươi cho con gái ta. Hàn Ly cắn môi, hạ quyết tâm nói. Lúc trước bà ta không nhìn ra Mạc Phàm vận chuyển năng lượng gì cho tiểu Hàn Ly, nhưng Mạc Phàm rời đi không lâu, bà ta liền nhận ra được, rõ ràng đó là tạo hóa chi lực. Chỉ đạt được một phần tạo hóa chi lực, tiểu Hàn Ly đã mạnh hơn lúc bà ta sinh ra không ít, nếu có tạo hóa ấn,
Càng không cần phải nói không chừng có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật, thậm chí là Thần Nông Tông. Tạo hóa ấn, có thể. Mạc Phàm nhớn mày, gật đầu. Nói xong, hắn vươn một tay ra, tạo hóa bất diệt chi lực lập tức lao vào về phía đầu ngón tay hắn một cách dũng mãnh, một tạo hóa bất diệt ấn dùng tạo hóa chi lực vẽ ra xuất hiện trong không trung. Đi! Ngón tay hắn khe búng, tạo hóa bất diệt ấn bay về phía Tiểu Hàn Ly, rơi vào bụng của Tiểu Hàn Ly, biến mất bên trong làn da của nó. Nếu ta thất bại, cô bé sẽ là người thừa kế tiếp theo của tạo hóa ấn, như vậy được chưa? Mạc Phàm nói. Thông thường một khi người đạt được tạo hóa ấn tử vong, tạo hóa ấn sẽ lập tức xuất hiện trên người thích hợp, gần như phần lớn mọi người đạt được tạo hóa ấn là như vậy, không có biện pháp truyền thừa tạo hóa ấn xuống dưới, trừ phi sử dụng phương pháp cướp đoạt. Chẳng qua phương pháp như vậy quá tàn nhẫn, rất ít người lựa chọn truyền thừa như vậy. Nhưng hắn đạt được đủ truyền thừa của tạo hóa, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể truyền tạo hóa bất diệt ấn của mình cho người được khắc khắc giấu. Lúc trước hắn gieo ấn lên người Tiểu Vũ, nhưng Thần Nông Tông cách địa cầu quá xa, cho dù hắn bị Không Chân giết chết, truyền thừa tạo hóa bất diệt ấn cũng gần như có thể trên người Tiểu Vũ. Đây là Hàn Tủy, tổng cộng là 16 giọt. Hàn Ly lấy một hộp ngọc ra, sau đó ném cho Mạc Phàm. Bà ta thật sự muốn nhìn xem, một tu sĩ kim đan như Mạc Phàm, dùng trận pháp gì đối phó được tu sĩ hóa thần ngoại đạo. Chỉ là cho dù Mạc Phàm thắng hay thua, bọn họ đều là người lợi nhiều hơn. Mạc Phàm thua, con gái của bà ta có được tạo hóa ấn. Mạc Phàm thắng, 16 giọt hàn tủy này coi như kết duyên với Mạc Phàm, nói không chừng bọn họ có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật, khôi phục tự do nhờ thứ này. Đúng rồi, người chuẩn bị xử lý Nam Yêu Vương kia ở Ngũ Yêu Sơn thế nào? Hàn Ly hỏi tiếp, Mạc Phàm chỉ mang Ma Ngưu ra, nói lên những yêu vương khác đã hiến tế trong ngũ hành diệt sinh trận. Cho dù đám Bạch Ngọc lĩnh ngộ không đủ, hiến tế nhiều yêu vương như vậy, năng lượng cường đại tới mức có khả năng đưa bọn họ tới hợp đạo kỳ. Dù trong năm yêu vương kia có một người đến hợp đạo kỳ, cũng đáng sợ hơn Không Chân. Trên người Mạc Phàm có vật truyền thừa của bọn họ, năm yêu vương này không thể không suy xét. Chuyện này Ma Ngưu có chút tác dụng đúng không? Mạc Phàm nói, cho dù ngũ hành diệt sinh trận chấm dứt, ngũ yêu vương tiêu hóa những lực lượng này cũng cần một thời gian nhất định. Cho nên hắn tạm thời không suy xét nhiều về chuyện này. Ngũ hành diệt sinh trận là cấm thuật, Ma Ngưu dối trá như vậy, tuy không có quá nhiều hy vọng được báo đáp, nhưng ít nhất cũng phải có chút tác dụng. Người cứu yêu vương mặt mèo trong đám yêu vương còn mạnh hơn cứu con trâu này. Hàn Ly tức giận nói, trong đám yêu vương này, cũng chia ra làm hai loại. Một loại là có hậu thuẫn, loại có hậu thuẫn ít nhất là hợp đạo, có thực lực không nhỏ ở Vạn Yêu Quật. Ví dụ như Bạch Hổ ở cực Tây Chi Địa. Loại khác thì giống như Ma Ngưu, yêu vương Thảo Căn, yêu vương bao nhiêu đời đều chưa từng xuất hiện. Mạc Phàm cứu một yêu vương có bối cảnh ra, chỉ cần nói chuyện ngũ yêu vương sử dụng ngũ hành diệt sinh trận cho người đứng sau yêu vương, phần lớn là có thể giải quyết. Ma Ngưu không có tác dụng này, cho dù ông ta nói rách mép, cũng không có ai tin tưởng. Chỉ sợ trong đám yêu vương đó, người ngũ yêu vương để lại có lại yêu vương có hậu thuẫn. Giống như Ma Ngưu, loại giống như Ma Ngưu, trừ Ma Ngưu chỉ sợ bị hiến tế hết rồi. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Xem ra mang Ma Ngưu kia ra ngoài là sai lầm không nhỏ. Chỉ là hắn không nghĩ nhiều. Cho dù cứu một yêu vương có hậu thuẫn ra, chưa chắc đã giết luôn được ngũ yêu vương, sớm hay muộn ngũ yêu vương cũng sẽ tìm được hắn, chuyện này vẫn cần hắn tự giải quyết. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nếu không còn chuyện gì khác. Ta đi trước. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. So với ngũ yêu vương, đan thành cửu pháp quan trọng hơn một chút. Hắn ở kim đan kỳ đủ lâu rồi, nhưng toàn gặp tu sĩ và yêu tộc hóa thần kỳ, tới lúc để thăng tu vi rồi. Nói không chừng, đợi hắn đến nguyên anh kỳ, cũng có biện pháp đối phó ngũ yêu vương. Đi giải quyết Không Chân trước đã. Trong mắt Hàn Ly lóe lên vẻ lo lắng, nhưng không nói gì nữa. Bà ta vớt Ma Ngưu từ trong nhược thủy ra, để Ma Ngưu rời đi với Mạc Phàm. Một lúc lâu sau, bên trong một động phủ gần truyền tống trận của Thần Nông Tông. Vương Thành và mấy đệ tử của Thần Nông Tông lười nhác vây quanh một cái bàn, vừa phẩm rượu ăn yêu thú làm thành mấy món bữa sáng, vừa trò chuyện. Tuy mấy người này đều là tu sĩ, chỉ trong phút chốc trên mặt tràn đầy say. Tiểu tử chữ lót bất kia đã đến Ngũ Yêu Sơn lâu như vậy, còn chưa trở về,
không phải là ngoẻo ở bên trong rồi chứ? Một đệ tử trong đó hỏi. Ta thấy đúng là vậy rồi. Một đệ tử khác bĩu môi nói. Ngũ Yêu Sơn là khu vực màu đỏ, cao thủ hóa thần đi vào cũng lành ít dữ nhiều, một tu sĩ kim đan như Mạc Phàm càng như vậy. Vương Sư Thúc, chúng ta cần báo cáo lên tông môn hay không? Đệ tử kia hỏi Vương Thành. Mạc Phàm là đệ tử chữ lót bất, còn là môn hạ của trưởng môn, nếu ngoẻo rồi, không tính là chuyện nhỏ. Nếu bọn họ vẫn che giấu mà không báo, chắc chắn sẽ bị chịu phạt. Báo cáo là chắc chắn, chỉ là nên xác nhận một phen thì hơn, tránh để nhầm lẫn. Vương Thành hơi nhếch miệng, cười nói. Mạc Phàm đi một tháng chưa về, phần lớn là chết chắc rồi, chỉ là vẫn phải giả bộ, tránh để người khác cảm thấy là ông ta dở trò. Vậy đồ mà sứ giả đưa tới cho tiểu tử kia thì sao? Trong mắt đệ tử kia lóe sáng, nói. Mạc Phàm đến không lâu, có một vị sứ giả mang một dương đồ tới. Thông thường đồ của tu sĩ đều đặt trong nhẫn chữ vật, dùng thùng chứa, nếu không phải đồ quá quý không có biện pháp bỏ vào trong nhẫn chữ vật, thì là quá nhiều, nhẫn chữ vật không chứa nổi. Mạc Phàm đã chết, mấy thứ này thành vật vô chủ. Chuyện này sao? Đợi ta đến Hàn Ly Động xác nhận một phen, nếu Mạc Sư Thúc thật sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ báo cho người của tông môn tới giải quyết chuyện này, nếu người tới nhắc tới mấy thứ này cần giao cho tông môn, nếu không nói ra, đến lúc đó cất vào kho của mấy chúng ta, thế nào? Đôi mắt Phương Thành khẽ đảo, nói. Mạc Phàm là ông ta dẫn tới Hàn Ly Động, nếu không cho đám người này ăn no, ông ta cũng không dễ giải thích. Nhớ đâu có người ngầm đẩy ông ta một cái, ông ta cũng tự thân khó bảo toàn. Nếu tông môn phái người, ít nhất là tu sĩ hợp đạo kỳ, mấy thứ này là tiền của phi nghĩa đối với bọn họ, mà đối với tu sĩ hợp đạo kỳ thì không đáng nhắc tới, khả năng mấy thứ này tới tay bọn họ cao hơn nhiều. Đã hiểu. Mấy người kia nhướng mày, gật đầu ngầm hiểu. Yên tâm đi, khả năng mấy thứ này vào kho cao hơn, đến lúc đó mặc các ngươi sử dụng, ta nghĩ Mạc Sư Thúc không để ý đâu. Vương Thành cười đắc ý, giơ chén rượu lên muốn uống một hơi cạn sạch. Cả tháng nay ông ta ngủ không được ngon, nếu Mạc Phàm chết thì không sao, không lâu sau ông ta có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật, còn trở thành thuộc hạ của Mạnh gia. Nhớ đâu Mạc Phàm không chết, ông ta xong đời rồi. Chỉ là một tháng trôi qua, xem ra loại thứ hai gần như không có khả năng rồi. Chén rượu vừa đến bên miệng, bùm một tiếng, âm thanh giống như cự vật rơi xuống vang lên. Một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào. Vương Thành, đồ của ta đâu? Vẻ mặt đám Vương Thành khiếp sợ, sắc mặt lập tức khó coi. Đó là... Nhất là Vương Thành, chén rượu hơi nghiêng, rượu đến bên môi nhưng không vào trong miệng. Say rượu đều mất sạch hết. Giọng nói này, ngoại trừ Mạc Phàm biến mất hơn một tháng còn có thể là ai, vậy mà Mạc Phàm trở lại rồi. Sắc mặt mấy người thay đổi, bỏ chén rượu xuống, cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Mạc Phàm mặc đồ trắng, trên người không có một vết thương, trái lại khiến người ta cảm thấy rất viên mãn. Phía sau Mạc Phàm, là Yêu Lang Đạo Thiên và Ma Ngưu biến thành hình người. Tuy biến thành hình người, nhưng đệ tử của Thần Nông Tông ở Vạn Yêu Quật đều có một quyển Vạn Yêu Bạc, trên đó lưu lại yêu thân và nhân thân của yêu vương ở Vạn Yêu Quật, đệ tử của Thần Nông Tông phải học thuộc quyển này. Cho dù không nhớ rõ toàn bộ, Ma Ngưu là hỗn thế ma vương nổi danh ở Vạn Yêu Quật. Tiếp xúc nhiều với đệ tử của Thần Nông Tông nhất, thậm chí bái làm huynh đệ sống chết với không ít đệ tử của Thần Nông Tông. Đạo Thiên là yêu vương dẫn tới hỗn loạn ở Ngũ Yêu Sơn, bọn họ không biết không được. Gần như trong chớp mắt, đám Vương Thành liền nhận ra Yêu Lang Đạo Thiên và Ma Ngưu. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc tổ. Lúc mấy người khiếp sợ, vẫn vội hành lễ với Mạc Phàm, trong mắt đều là không tin được. Mạc Phàm biến mất một tháng. Không chỉ trở lại, còn dẫn theo hai yêu vương thần cấp trở về. Đứng dậy đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vẫy tay nói. Sắc mặt đám Vương Thành khác nhau, đứng thẳng người, nhưng không dám nhìn vào mắt Mạc Phàm. Vừa rồi bọn họ còn đang mưu toan lấy đồ của Mạc Phàm liền xuất hiện, không có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này. Đồ của ta đâu? Mạc Phàm hỏi Vương Thành. Vương Thành thấy Mạc Phàm không hưng sư vấn tội. Lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt hơn chút. Khởi bẩm sư thúc, đồ của sư thúc ở trong nhà kho, để ta lấy cho sư thúc. Nói xong, ông ta đi về phía kho để đồ. Chỉ trong phút chốc, ông ta bưng một chiếc dương tinh xảo khảm bảo thạch đi tới.
Mạc sư thúc, đây là đồ của sư thúc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái dương, liếc mắt nhìn thoáng qua Ma Ngưu. Ma Ngưu hiểu ý, vội vàng tiến lên nhận chiếc dương, lại lùi về sau Mạc Phàm. Một động tác đơn giản, nhưng khiến sắc mặt đám vương thành thay đổi. Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan, nhưng khiến hai yêu vương thần cấp phục tùng. Vương Thành, người ở Vạn Yêu Quật bao lâu rồi? Mạc Phàm nhìn Vương Thành, bình tĩnh hỏi. Khởi bẩm sư thúc, ta ở Vạn Yêu Quật 10 năm rồi. Vương Thành do dự, vẫn nói. Lần này ít nhiều gì nhờ có ngươi, ta mới lấy được ngũ hành yêu đan, đợi ta gặp Chu sư huynh Chu Bất Phi, ta sẽ bảo huynh ấy gọi ngươi về. Mạc Phàm thản nhiên nói, sở dĩ Vương Thành bán đứng hắn, phần lớn là muốn rời khỏi Vạn Yêu Quật. Chỉ là cũng may hắn bị Vương Thành bán đứng, nếu không hắn không có biện pháp dễ dàng vào ngũ yêu sơn như vậy. Mạc sư thúc lấy được ngũ hành yêu đan rồi sao? Mắt Vương Thành mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Lúc Mạc Phàm đi qua Hàn Ly Động không bị Hàn Ly giết chết, còn lấy được ngũ hành yêu đan, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của ông ta. Sao thế, có vấn đề gì à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không có, chúc mừng Mạc sư thúc chiếm được ngũ hành yêu đan. Vương Thành biết mình thất thố, vội vàng chữa lại. Một viên ngũ hành yêu đan mà thôi, chuyện ngươi rời khỏi nơi này ta sẽ an bài, ngươi yên tâm đi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Đa tạ sư thúc. Sắc mặt Vương Thành vô cùng phức tạp, lại cúi đầu với Mạc Phàm. Lúc này ông ta không rõ lắm sao lại thế này, rốt cuộc Mạc Phàm có biết đó là cạm bẫy hay không, hoặc là hắn làm bộ không biết, chỉ có thể. Như vậy trước. Đúng rồi. Ở đây có nơi nào có vẻ yên tĩnh không, ta muốn bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.